Giang giật cười một tiếng, hướng cửa hang phóng đi, cùng hách lão ngoắc nói, đừng lo lắng, hách lão đi theo ta, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Hách lão đôi mắt sáng lên, Giang giật sẽ không lừa hắn, đã nói như vậy khẳng định có biện pháp, hắn vội vàng đuổi theo. Một đường nhiệt độ càng ngày càng cao, tại hắn sẽ chịu không được thời điểm, Giang giật đột nhiên đưa tay qua đến, một cỗ không hiểu năng lượng theo trong tay hắn chuyển tới, hách lão lập tức cảm giác toàn thân mát lạnh, không còn có cực nóng cảm giác, từ đầu mát mẻ đến chân đây là năng lượng gì thật thần kỳ a à? Hách lão nhìn qua giang giật bóng lưng, cảm giác là thần bí như vậy, cái này chỉ có 17 tuổi thiếu niên, mang cho hắn quá nhiều kinh nghỉ cùng ngoài ý muốn, thần kỳ như thế sự tình đơn giản chưa từng nghe thấy, tích lửa bảo vật đại lục có, nhưng khả năng giúp đỡ người khác tích lửa năng lượng, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Đi mau, hách lão, điểm ấy năng lượng thoáng cái tựu tiêu hao, người nhất định phải tại năng lượng tiêu hao trước đó xông vào trong truyền tống trận. Giang giật thanh âm truyền đến, hách lão vội vàng không dám suy nghĩ nhiều, đi theo giang giật một đường lao nhanh. Hưu, giang giật trước tiên nhảy xuống, hai đầu hỏa long đập xuống, đem phía dưới mấy cái nham tương tượng đất đạp nát, hắn lúc này mới quát lớn nói, hách lão, tại trên người của ta mượn lực, xông vào truyền tống trận. Hách lão vừa mới bay vụt mà xuống, nhìn phía dưới vô số bốc hỏa nham tương tượng đất, dọa đến hồn phi phách tán, giang giật nhắc nhở hắn, hắn vội vàng khống chế thân hình tại giang giật trên bờ vai đạp mạnh, lần nữa bay vọt lên. Suy suy, hưu, giang giật không dám khinh thường, một đường hướng truyền tống trận phương hướng phóng đi, không ngừng vung ra hỏa long, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, phối hợp hách lão tốc độ, bằng không hắn không có địa phương mượn lực, rơi xuống nham tương trong thân thể kia tia năng lượng tiêu hao hết, lập tức sẽ trở nên bột mịn. Hưu, hách lão tốc độ rất nhanh, chỉ là tại giang giật trên thân thể mượn lực ba lần, tự bay vọt lên hang nơi hẻo lánh đột xuất một cái trên vách đá kia trên vách đá có một cái lóng lánh bạch quang truyền tống trận. Giật thiếu, mau lên đây, Hách lão nhìn xem bốn phương tám hướng chen chúc mà đến nham tương tượng đất, đập vào mắt kinh hãi, nhìn một chút cũng làm người ta sợ hãi. Cái này vô thần cấm địa quả nhiên là tuyệt địa, bình thường người đừng nói lên bên trên mấy tầng, sợ là tìm tới cái này núi lửa, cũng không có cách nào tiến vào truyền tống trận A chỉ ít hắn tựu không có bản sự này. Đến rồi, Giang giật chậm ung dung chạy tới, để hỏa Linh Châu tiếp tục hấp thu địa hỏa, chờ không sai biệt lắm về sau, thân thể lúc này mới bay vụt mà lên, cùng hách lão cùng một chỗ vọt vào trong truyền tống trận ông truyền tống trận rất nhanh phát sáng lên thân thể hai người biến mất tại nguyên chỗ a à, tại truyền tống về sau hai người con người đều đột nhiên trợn to bởi vì hắn lại về tới trong cung điện cùng tầng hai giống nhau như đúc cung điện không đúng nơi này hẳn là ba tầng Hách lão phản ứng rất nhanh hướng mặt đất quét qua cũng không có phát hiện giang giật thiêu đốt ra cửa hang lập tức hét lớn giang giật nhìn thoáng qua cũng nhẹ gật đầu hai người liếc nhau đều thở dài một hơi hai người không có lập tức đi vào truyền tống trận, mà là đều rất không có hình tượng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, tại tầng thứ hai kỳ dị trong không gian, hai người mặc dù cũng không có gặp được quá nguy hiểm tình huống, nhưng cũng chờ đợi 7-8 ngày, dị thường mỏi mệt. Giang giật nằm một hồi trực tiếp ngủ thiếp đi, hách lão cẩn thận mới là tốt, nguyên địa ngồi xếp bằng tu luyện đề phòng, chờ Giang giật ngủ một ngày về sau, mới thay phiên đi ngủ nghỉ ngơi. Hai ngày sau, thân thể hai người đều khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cùng một chỗ bước vào truyền tống trận, tiếp tục hướng lên trên mặt sông vào. Ông, không ra hai người ngoài ý liệu, hai người bị truyền tống ra, lần nữa đi tới một cái kỳ dị không gian, đây là một mảnh hoang dã. Giang giật bốn phía nhìn một cái, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, ngược lại là thấy được bên trái đằng trước có một mảng lớn xâm lâm. Gặp rừng thì đừng vào, hai người không dám mạo hiểm vậy mà hướng trong rừng rậm hành tẩu, bốn phía dò xét tìm tòi, lúc này mới hướng bên phải đi đến. Nhưng để cho hai người bất đắc dĩ là, bồn tẩu mấy ngàn trượng về sau, bên phải cũng xuất hiện một mảnh rừng rậm, hách lão bay vọt lên, nhìn một cái, phát hiện cái này xâm lâm một mắt thấy không đến giới hạn, hiển nhiên lớn đến không biên giới. Hai người thương nghị thoáng cái, quyết định lần theo ngoài rừng rậm đi, tầng thứ hai giống như này nguy hiểm, tầng thứ ba khẳng định nguy hiểm hơn, trong rừng rậm không cần phải nói có càng kinh khủng yêu thú. Kết quả, hai người bôn tẩu một canh giờ, phát hiện về tới nguyên địa, bốn phương tám hướng đều là xâm lâm, hai người căn bản không có đường đi đi thôi hách lão bất đắc dĩ hướng giang giật cười khổ một tiếng hai người hướng xâm lâm sung đi giang giật hướng bên trái đi một khoảng cách ngăn cách hách lão có vài chục trượng tả hiếu hắn sợ gặp được nguy hiểm muốn phóng thích địa hỏa cùng sát lục chân ý hách lão ở bên cạnh hắn khẳng định phải bị tội cũng không tốt phát huy ngao cũng không lâu lắm phía trước một đạo trấn thiên động địa tiếng giống vang lên một đạo hắc ảnh như kiểu lưới kiếm sắc bén vào tới trên người nó thế mà tỏa ra màu đen hỏa diễm ven đường những nơi đi qua cây cuối cùng cỏ dại từng mảnh từng mảnh bị thiêu hủy, tốc độ như gió chỉ điện giật, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự vọt tới hách lão phía trước, há mồm phun ra một đạo màu đen hỏa diễm, hóa thành một đầu ngọn lửa cuốn tới. Tam gia yêu thú, hỏa ma báo, hách lão sắc mặt nghiêm túc, thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh vừa né tránh khai hỏa lưỡi, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trường kiếm trên không trung quét qua, huyễn hóa thành vài trăm đạo kiếm quang, hướng cái kia tam gia yêu thú chém tới. Suy suy, để giang giật trợn mắt hốc mồm là, hách lão công kích này cũng không phải là hư ảnh, mà là đồng thời bắn ra mấy trăm đạo đao mang, bất quá mỗi đạo đao mang đều rất nhỏ, tựa như vô số phong nhận gào thét mà đến, đao mang bên trên khí tức dọa người, uy lực hiển nhiên cũng rất lớn, đem kia tam gia yêu thú bao phủ đi vào. Ha ha, giật thiếu, đây là lão hách duy nhất lính ngộ một loại đạo văn, là phong hệ hạ giai đạo văn, uy lực còn miễn cưỡng chịu đựng. Hách lão hơi có chút tự ngạo thanh âm truyền đến, giải đáp giang giật trong đầu nghi hoặc, hắn cũng cảm ngộ một loại phong chi đạo văn, cái kia loại có thể trói buộc võ giả, bởi vì thuộc về khống chế hệ, hách lão loại này rõ ràng là công kích hệ, uy lực kinh người, cái này muốn là bình thường thần du cường giả, bị nhiều như vậy nguyên lực công kích bao phủ, còn không phải lập tức bị chém giết a. À. Giang giật đôi mắt rất nhanh trở nên nóng rực lên, âm thầm nghĩ tới, có thời gian để hách lão đem cái này phong hệ đạo văn dạy một chút ta. Nếu có thể cảm ngộ, phối hợp hỏa long kiếm, thoáng cái bắn ra mấy trăm đầu hỏa long, sợ là chàng diện kia rất hùng vĩ a à, lực công kích cũng có thể tăng lên mấy lần, mà lại yêu hậu nói, muốn thực lực tăng lên, đến không ngừng cảm ngộ đạo văn. Cắt cắt chương 340, không ai có thể cứu hắn. Dầm dầm dầm, tam vạn đại sơn chỗ sâu, mười mấy con yêu vương nhanh chân lao nhanh, chàng diện kia rất là dọa người, ven đường những nơi đi qua, trực tiếp bị bọn chúng dẫm ra một đầu to lớn thông đạo, phụ cận yêu thú toàn bộ dọa đến phủ phục co quắp tại địa, cảm giác trời cũng sắp sụp. Chi chi, một cái huyết hồng cử hùng trên bờ vai tiểu hồ ly, lo lắng réo lên không ngừng, tựa hồ đang thúc giục gấp rút đám này yêu vương đi nhanh điểm. Kia huyết hồng yêu vương chỉ có thể lần nữa tăng lên thoáng cái tốc độ, người lớn như vậy đùi mỗi lần nhảy vọt đều có thể theo một tòa núi nhỏ bay vọt đến mặt khác một tòa núi nhỏ, đem núi nhỏ kia đều chấn động phải rung động. Liên tục đuổi đến mấy ngày con đường, thiên nữ phong rất nhanh thấy ở xa xa, còn lại 17 con yêu vương không dám lên đi, chỉ có thể ở phía dưới ngồi chờ. Huyết Hồng Yêu Vương mang theo tiểu hồ ly bay vọt mà lên, móng của nó tại Thiên Nữ Phong trên vách đá nhẹ nhàng bắt được mấy lần, thân thể cao lớn tự gào thét mà lên, trùng điệp nện ở Thiên Nữ Phong phía trên. Hưu, tiểu hồ ly từ nhỏ đỏ trên thân nhảy xuống, lo lắng hướng đế cung phóng đi, một đường chi chi réo lên không ngừng, Huyết Hồng Yêu Vương chậm rãi đi theo sau lưng nó, con người băng lãnh, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Ông, tiểu hồ ly còn không có xông vào đế cung một đạo sinh đẹp thân ảnh lại đột nhiên tại đế cung bên ngoài ngưng kết, có chút nghi ngờ hỏi tiểu phỉ, đã xảy ra chuyện gì? Chi chi, tiểu hồ ly bay vào tiến vào yêu hậu trong ngực, réo lên không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng, như bảo thạch mắt nhỏ nội ẩn ẩn ngấn lệ, nhìn vô cùng đáng thương. Giang giật tiến vào vô thần cấm địa, tiểu hồ ly tiếng kêu, yêu hậu cùng yêu vương đều nghe hiểu được, yêu hậu sắc mặt rất nhanh cũng ngưng trọng lên, nàng trầm ngâm thở dài, khẽ lắc đầu nói tiểu phỉ. Không phải mẫu hậu không giúp hắn, là không giúp được a à. chi chi tiểu hồ ly nghe xong lập tức kêu lên kiêu huyết hồng yêu vương cũng nghi ngờ mở miệng nói đại đế kia cái gì vu thần cấm địa lợi hại như vậy liền ngài như thế thực lực cường đại còn không thể nào vào được ừm cái kia vu thần đích thật là thiên phú kỳ tài yêu hậu đưa thay sờ sờ tiểu hồ ly đầu ra hiệu nàng đừng nóng vội dừng một chút giải thích nói cũng không phải là ta vào không được mà là cái này vu thần thiết trí một loại cấm chế cường đại thực lực đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng trở lên cường giả một khi tiến vào cấm địa, bên trong tự hủy cấm địa liền sẽ khởi động, đem. Toàn bộ cấm địa nổ vỡ nát, sở dĩ nếu là ta dám vào đi, không những cứu không được giang giật, ngược lại sẽ hại hắn. Cái kia vu thần trước khi chết thực lực đạt đến thiên quân cảnh, phù thuật cùng cấm chế trình độ cũng khá cao, kim cương ngũ trọng dưới đây võ giả đi vào cũng là đường chết một đầu, tỉ như tiểu hồng ngươi đi vào tựu hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ trên trời dưới đất. Không người có thể cứu giang giật, chi chi. Tiểu hồ ly như bảo thạch trong mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng, yêu hậu cứu không được giang giật, kia toàn bộ thiên tinh đại lục ai còn có thể cứu giang giật. Huyết hồng yêu vương cũng gật gù đắc ý, thở hồn hền, trầm mặc không nói, yêu hậu mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên, tiểu phỉ, người cũng đừng tuyệt vọng. Trong lịch sử tiến vào vô thần cấm địa không ai ra, không có nghĩa là giang giật ra không được. Ưm đại đế đối tiểu tử kia có lòng tin như vậy. Tiểu hồ ly đôi mắt sáng lên, huyết hồng yêu vương cũng kỳ quái ngẩng đầu, muộn thanh muộn khí mà hỏi, đại đế, ngài vẫn luôn coi trọng như vậy nhân loại tiểu tử kia, có phải là hắn hay không có cái gì chỗ kỳ lạ? Yêu hậu gật đầu nói, tiểu tử này xác thực cùng người bình thường không giống, đan điền rất là kỳ dị, bằng chừng ấy tuổi liền có thể tu luyện ra chân nguyên, còn có thể cảm ngộ đạo văn, ta hoài nghi hắn tu luyện công pháp. Hẳn không phải là thiên tinh đại lục công pháp, mẹ hắn đích thân đến trải qua phi phàm, thể chất của hắn hẳn là di truyền mẹ hắn hôn. Tiểu tử này có quá nhiều khả năng, ta đoán chừng hắn hẳn là có thể thành công đi ra vô thần cấm địa đương nhiên giống như hắn đi không ra kia chứng minh ta đã nhìn sai người ba năm sau ta chỉ có thể mang theo tiểu phỉ cùng đi ai yêu vương ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng trầm giọng nói đại đế ngươi không thể mang theo chúng ta đi sao coi như liều chết chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt tiểu công chúa chúng ta mặc dù thực lực thấp nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể mang tiểu công chúa chạy chối chết vô dụng yêu hậu lắc đầu thê lương cười nói cừu gia của ta quá cường đại các ngươi chúc thực lực ấy không chịu nổi một kích đi nhìn thấy tiểu hồ ly cùng yêu vương lại muốn mở miệng yêu hậu khoát tay áo nói đều đừng nói nữa tiểu phỉ ngươi cũng đừng đi ra ngay tại trong núi lớn ở lại tiểu hồng nhìn xem nàng giang giật có thể ra ngươi có thể đi tìm hắn đùa không ra được đó chính là hắn mệnh ta bế quan tranh thủ đem loại kia đạo văn tìm hiểu thấu đáo tăng lên một ít thực lực ông yêu hậu đem tiểu phỉ ném cho yêu vương thân thể lóe lên biến mất tại đế cung bên ngoài lưu lại mặt mũi tràn đầy cấp bách tiểu phỉ cùng gật gù đắc ý yêu vương. Yêu hậu cái kia còn không có tin tức, đại hạ quốc phía bắc tiểu trấn một cái ẩn nấp trong trạch Việt tiền vạn quán tàn khốc hỏi đến thủ hạ, bên cạnh chiến vô song cũng khẩn trương nhìn qua người này, nhìn thấy người kia lắc đầu về sau, hai người đều mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tiểu hồ ly hồi trở lại đại sơn đã lâu như vậy, khẳng định gặp yêu hậu, giống như yêu hậu xuất thủ tương trợ, khẳng định lại có yêu vương ra đưa tin, tin tức gì cũng không có, rất có thể yêu hậu không có xuất thủ phái người, phái người đi vào tìm tiểu hồ ly, cuối cùng tiền vạn quán cùng chiến vô song cắn răng, phân biệt theo bản thân cường giả bên trong điều tập một tên thần du cường giả, để bọn hắn vào sâu trong núi lớn tìm kiếm tiểu hồ ly cùng yêu vương, dò xét tin tức. Chưa có xác định tin tức, hai người đều không mặt mũi đi hạ vũ thành gặp tô như tuyết cùng giang tiểu nô. Giang giật là bởi vì hai nhà sự tình mới có thể ngộ nhập vu thần cấm địa, đại hạ quốc đều như vậy, thời khắc đều có thể sẽ bị tiêu diệt, giống như không còn giang giật hai người cái này mấy ngày trong lòng buồn khổ có thể nghĩ, tựa như mỗi ngày sống ở trong địa ngục dày vò. Báo, hai ngày sau, một tên trinh sát mang đến một cái để bọn hắn tuyệt vọng tin tức, cái kia huyết hồng yêu vương chuyển đạt yêu hậu ý tứ, không ai có thể cứu giang giật, vu thần cấm địa cường giả căn bản không thể đi vào, nếu không sẽ gây nên cấm chế tự hủy, vu thần cấm địa cũng sẽ bạo tạc, bên trong tất cả mọi người hội trong nháy mắt chết đi. Bất quá yêu vương chuyển đến, để cho hai người tại tuyệt vọng sau khi lại giấy lên một tia xa vời hy vọng, yêu hậu nói có thể cứu giang giật chỉ có chính hắn, nói giang giật rất có thể là chừng ba ngàn duy nhất đi ra vô thần cấm địa người. Cứ việc tin tức này rất tàn nhẫn, nhưng chiến vô song vẫn là dứt khoát quyết định truyền cho tô như tuyết, hai người cũng nhanh chóng lên đường lặng yên đi hạ vũ thành, gặp mặt tô như tuyết tạ tội. Tô như tuyết trong khoảng thời gian này trôi qua cũng rất khổ, nàng mỗi ngày đều không dám đi ngủ, không biết ngày đêm xử lý chính vụ, đem chính mình làm cho tình trạng kiệt sức mới có thể ngủ thật say. Trong mộng nàng còn thường xuyên giật mình tỉnh lại, một mực hô hào phụ vương Giang Lang thường xuyên sau khi tỉnh lại, gối đầu đều bị nước mắt tưới nước. Trong khoảng thời gian này nàng dòng dã gầy 7 tám cân, dây thắt lưng dần dần rộng, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, nhưng gặp mặt quần thần lúc, nàng lại chỉ có thể giả bộ chấn định, không dám lộ ra nửa điểm bất an cùng lo nghĩ, chỉ có nàng thiếp thân lão ma ma mới biết được, nàng đến cỡ nào khổ. Cũng may nàng rất thông minh, bố trí rất hoàn mỹ, nàng tìm người làm một khối giang giật mặt nạ ra người, để một cái cùng giang giật thân hình rất giống người, giả mạo giang giật, thỉnh thoảng trong thành lộ diện, an ổn quân tâm cùng dân tâm, cũng giúp giang giật giải thoát rồi hiểm nghi. Thiên huyền quốc bên kia rất nhanh tra rõ ràng, phân phỉ cùng nàng đệ đệ người căn bản không nhúc nhích, thiên huyền quốc các đại gia tộc cường giả cũng không nhúc nhích. Tập sát phân lộc người tuyệt đối là thế lực ngoại quốc, mà giang giật hoài nghi lớn nhất, bởi vì giang giật tại vinh uy điện bên trong xuất thủ kém chút giết chết phân lộc. Tô như tuyết an bài để Thiên Huyền Quốc tạm thời giải trừ đối Giang Giật hoài nghi, bởi vì coi như bình thường Kim Cương cường giả cũng không có khả năng tại trong một ngày theo U Minh xâm lâm bên trong chạy về Hạ Vũ Thành. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, nếu là Giang giật một mực không trở lại, hoặc là vĩnh viễn không về được, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Thiên huyền quốc cũng sẽ lập tức kết luận là Giang giật ra tay, đến lúc đó sợ là lại hội đại quân áp cảnh. chương 341, xem ngươi làm sao trốn. Hách lão, ta có cái yêu cầu quá đáng, cái này đạo văn công kích ta có thể học một ít sao ta có thể đem ta cảm mộ cái chủng loại kia đạo văn công kích cùng ngươi trao đổi, cũng là phong hệ. Hỏa ma báo chỉ là tam giai sơ giai yêu thú, đối với hách lão tới nói hoàn toàn không có áp lực, thả ra đạo văn công kích sau nhẹ nhõm chém giết, giang giật lập tức hưng phấn giống như hách lão thỉnh giáo. Cho dù đối với cái này vô thần cấm địa, giang giật không có nửa điểm nắm chắc đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn là nghĩ trở nên mạnh hơn, cũng đối đạo văn công kích đặc biệt cảm thấy hứng thú nếu như nói trước kia hắn cấp tốc tại áp lực muốn mạnh lên từ khi yêu hậu cho hắn mở ra đan võ đạo chi sau cửa sổ nội tâm của hắn chỗ sâu tự đối trở thành trí cường giả có chân thật nhất khát vọng khách lão nghe xong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xem giang giật là nghiêm túc cười khổ nói ra giật thiếu chẳng lẽ không có người cùng ngươi đã nói liên quan tới đạo văn phương diện sự tình sao yêu hậu cùng ta nói qua vài câu thế nào giang giật mơ mơ màng màng hỏi khách lão xem xét giang giật vài lần cảm giác xem quái vật bất quá nghĩ đến giang giật mới lớn như vậy mà lại từ nhỏ sinh ra ở tiểu gia tộc tại linh thú sơn học viện cũng không có đợi quá lâu cũng liền không có quá trách móc hắn trầm ngâm một trận giải thích nói giật hiếu đạo văn này căn bản là không có cách truyền thụ theo đạo văn bên trong diễn hóa ra võ kỹ có thể truyền thụ nhưng đạo văn chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền mà lại chỉ dựa vào nói căn bản không thể trình bày đạo văn bên trong tinh túy cùng áo nghĩa rất dễ dàng lừa dối người khác đi đến đường nghiêng một khi đi nhầm phương hướng cái này đều có thể cảm mộ không được loại này đạo văn sở dĩ từ trước đều không có không có cường giả hội truyền thụ đạo văn chỉ là giáo một chút kiến thức căn bản chính mình lĩnh hội nguyên lai là dạng này giang giật âm thầm gật đầu trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng xem ra đạo văn này rất khó cảm mộ a à. căn bản không có phương hướng có thể nói chỉ có dựa vào chính mình cảm mộ bất quá ngẫm lại hắn cũng chính là bình thường trở lại đạo văn giống như dễ dàng như vậy cảm mộ thế giới này kim cương cường giả tựu đi đầy đất phải biết đại lục thần du cường giả tối đỉnh rất nhiều, kim cương cường giả cũng chỉ có 10 cái. Giật thiếu, hách lão lại nói ra, giống như người muốn tìm hiểu ta cái này phong hệ đạo văn, ta có thể thêm phóng thích mấy lần đạo văn công kích, người dụng tâm quan sát, có thể hay không cảm mộ tựu xem vận khí ngươi. Ngộ tính của ngươi hẳn là tuyệt đỉnh, bất quá thế giới này ngộ tính người tốt rất nhiều, có thể hay không cảm mộ đạo văn còn được xem cơ duyên. Ừm, tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ta lúc công kích, cũng phóng thích đạo văn công kích hách lão ngươi nhìn xem cảm ngộ xuống đi. Không cần, không cần, hách lão liên tục cười khổ nói ra, giật thiếu, võ giả lúc còn trẻ ngộ tính tối cường, đến 40 tuổi về sau, giống như thực lực không cường đại, thân thể các loại cơ năng sẽ bắt đầu trượt, ngộ tính cũng sẽ yếu bớt. Đến chúng ta loại đến tuổi này, thực lực gần như không thể nào tăng lên nữa, chiến gia thần du cường giả vẫn có một ít, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta một mực bảo trì tại cái này cảnh giới, tự liền kim cương cảnh đại môn còn không có thăm dò đến, Đời này đến chết cũng liền dạng này. Kim Cương Cảnh, giang giật đôi mắt sáng lên, hắn đối với những này hoàn toàn không hiểu, vừa vặn có thời gian có thể hướng Hách lão lãnh giáo một chút, liền vội vàng hỏi, "Hách lão, Kim Cương Cảnh đến cùng là thế nào phân chia như thế nào mới có thể đạt tới Kim Cương Cảnh thực lực?" Cái này đơn giản, Hách lão một bên hướng phía trước đi, một bên giải thích nói, "Nguyên lực tu luyện đến cực điểm, từ phù hội dị biến, có thể tu luyện tới mức này, thực lực cơ bản đạt tới thần du đỉnh phong." tiếp xuống liền là cảm mộ đạo văn muốn đột phá kim cương cảnh kia nhất định phải cảm mộ ba loại hạ giai đạo văn hoặc là một loại trung giai đạo văn mới có thể hóa kén thành bướm bước vào cường giả chân chính điện đường nguyên lai là dạng này giang giật nhẹ gật đầu đi theo một đường lao nhanh tiếp tục hỏi cái kia đạo văn hết thảy có bao nhiêu loại trung giai đạo văn có thể trực tiếp lĩnh hội sao cái này khách lão bị giang giật đang hỏi suy tư thật lâu mới nói ra bên trong thế giới này có vô số đạo văn đan sen thiên địa chí lý sở dĩ các loại đạo văn rất nhiều, theo chiến gia trên tư liệu nói, ánh sáng phong hệ hạ giai đạo văn tự có 9 loại, phong hệ trung giai đạo văn có 6 loại, cao giai có 3 loại, hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, kim hệ cũng là nhiều như vậy. Còn có quang minh hệ, hắc ám hệ các loại chờ đạo văn, các loại đặc thù đạo văn, cụ thể có bao nhiêu, cái này sợ là kim cương, thiên quân cấp bậc cường giả cũng không biết. Trung giai đạo văn có thể trực tiếp lĩnh hội, bất quá như vậy phải nghịch thiên ngộ tính, cụ thể ta cũng không hiểu nhiều như vậy đạo văn giang giật ánh mắt nhìn về phía bốn phía nhìn qua phiến thiên địa này cảm giác khắp nơi đều tràn đầy thần bí cấp thấp nhất đạo văn tự có được thần kỳ như vậy năng lực nếu là tìm hiểu trung giai đạo văn cao giai đạo văn hay là trong truyền thuyết trung cực đạo văn như vậy nên sẽ có được cỡ nào kinh thiên năng lực có thể hay không một kiếm đem bầu trời này cho xé rách giật thiếu cẩn thận ngay tại giang giật trầm ngâm lúc hách lão tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ánh mắt của hắn lập tức khôi phục thanh minh bốn phía quét qua đôi mắt lập tức co rụt lại, hoảng sợ nói, lại là loại vô thuật này. Xuy suy bốn phương tám hướng bất chi bất giác sáng lên một đạo lục quang, vô số cây cối nhao nhao biến dị, nhánh cây kia biến thành từng đầu độc xà dọc theo mà đến, đem bốn phía biến thành một tòa lồng giam, dưới mặt đất cỏ xanh, rễ cây cũng điên cuồng sinh trưởng, hướng hai người quấn quanh mà tới. Chẳng lẽ phụ cận có người hay là nơi này cấm chế tự động phát động công kích người tiến vào? Giang giật âm thầm sinh nghi, nhưng giờ phút này không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều trên người hắn lập tức toát ra địa hỏa đem phía dưới cỏ xanh dễ cây cùng dọc theo tới thân cây thiêu ánh mắt của hắn hướng hách lão quét tới quát khẽ hách lão đừng cho nhánh cây cỏ xanh cuốn lấy phía trên chất lỏng màu xanh biết có độc có thể ăn mòn cơ bắp hách lão dọa đến thân thể run lên chiến ra cùng tiền ra ba tên thần du đỉnh phong cuối cùng biến thành hài cốt hắn nhưng là tận mắt thấy trong tay hắn thiên khí vội vàng múa đem phía dưới cỏ xanh dễ cây chặt đứt cũng đem bắn tới rễ cây từng đoạn từng đoạn chặt đứt. a, à, nhưng mà phóng tới nhánh cây cùng cỏ xanh rễ cây dây leo nhiều lắm. khách lão không cẩn thận, phía sau vẫn là bị một cái nhánh cây quất chúng. phía sau một mảnh da thịt lập tức bị ăn mòn, máu me đầm đìa. khách lão, khác đừng kháng cự, ta đem ngươi thu nhập lục tịnh bình bên trong, nếu không ngươi sẽ chết mất. giang giật trên người địa hỏa biến mất, trong tay xuất hiện một cái màu xanh biếc cái bình, hắn nguyên lực bao khỏa lục cái bình rất nhanh miệng bình tản mát ra một đạo lục quang hướng phía trước vò tới. Cái bình này giang giật rất sớm đã luyện hóa, bất quá không hiểu gì cách dùng, giờ phút này theo bản năng đem miệng bình đối hách lão. Chuyện thần kỳ phát sinh, hách lão bị lục quang bao phủ, thế mà thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ, giang giật tâm niệm yên lặng tại lục tịnh bình bên trong, cũng phát hiện hách lão tiến vào trong bình, lập tức thở dài một hơi. Xuy suy giang giật địa hỏa thu hồi, bốn phương tám hướng nhánh cây, dây leo lần nữa cấp tốc phóng tới, Mắt thấy là phải đem hắn cuốn lấy, còn tốt hắn phản ứng nhanh, nhanh chóng phóng thích địa hỏa, thân thể cũng hướng phía trước phóng đi, đem từng mảnh từng mảnh nhánh cây cùng dây leo đốt diệt. A à, lần này cây cối không có lần trước như vậy cứng rắn a. À. Giang giật nhìn thấy địa hỏa đốt cháy cây cối tốc độ rất nhanh, không nhịn được âm thầm kinh nghi, không bằng hắn cũng không có quá để ý, một đường nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, chỉ là nửa nén hương thời gian tựu xông ra lồng giam. Ây, phóng đi lồng giam một khắc này phía trước trên một cây đại thụ đột nhiên truyền ra một đạo rất nhỏ kinh ngạc âm thanh, đưa tới giang giật chú ý. Ánh mắt của hắn như điện hướng bên kia quét tới, nhìn thấy một thân ảnh như viên hầu tại nhánh cây bên trong tháo chạy, rất nhanh biến mất ở phương xa. Trên người hắn sát khí lập tức điên cuồng tuôn ra, khóe miệng cũng lộ ra một tia lạnh ý, hét lớn, phân lộc, không nghĩ tới người thế mà còn sống ha ha ha, ha lần này xem ngươi làm sao trốn. Trường 342, người có gan tới giết ta a à. Khách lão nói qua, Vân Lộc trên thân chảy vân ra huyết, Vu Thần có thể sẽ đặc biệt chiếu cố, sở dĩ hắn hoài nghi Vân Lộc một mực còn sống, không nghĩ tới Vân Lộc thế mà có thể đi vào tầng thứ ba, còn sống hảo hảo tựa hồ. Vừa rồi cái kia cường đại vô thuật cũng là hắn thả ra, hoặc là hắn khống chế nơi này cấm chế thả ra. Mặc kệ là tình huống như thế nào, đã cho hắn phát hiện Vân Lộc bóng dáng, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Lập tức hắn lập tức lấy ra lục tịnh bình, nguyên lực quán chú đem hách lão phóng ra, quát lớn, hách lão, nhanh hướng phía trước truy, Vân Lộc hướng phía đó chạy trốn. Hách lão tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, nơi này địa hình như vậy rắc rối phức tạp, giang giật sợ Vân Lộc cho chạy trốn, sở dĩ để hách lão toàn lực truy sát. Hắn có thể thuấn di, tốc độ không thể so với hách lão chậm, nhưng trong này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, không đến thời khắc mấu chốt hắn không định thuấn di, thuấn di nhiều linh hồn sẽ phi thường mỏi mệt, một khi linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hách lão tốc độ nhanh như vậy, hắn đuổi không kịp, giang giật thuấn gì cũng là không tốt. Vân lộc, hách lão trong mắt sát ý lóe lên, không có chút gì do dự, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng phía trước bay đi, giang giật cũng triệu hồi ra đào một thú, nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Xa xa xa, trong rừng rậm đột nhiên thổi lên một trận thanh phong, lá cây bị thổi làm vang xào sạt, giang giật hồ nghi bốn phía quét qua, cảm giác có chút quỷ dị, nhưng không có dừng lại, tiếp tục khống chế đào một thú truy kích. Ngao ngao, ô ô, suy suy, chuyện quỷ dị rất nhanh phát sinh, bốn phương tám hướng đột nhiên chạy tới vô số yêu thú, toàn bộ hướng bên này chen chúc mà đến, lúc đầu đã đuổi rất xa hách lão, giờ phút này không thể không dừng lại, chờ giang giật lúc chạy đến, hách lão đã tại cùng mấy cái yêu thú khai chiến. Giật thiếu, phân lộc hẳn là có thể khống chế tầng thứ ba cấm chế, những ngày yêu thú đều là hắn triệu tập tới, người cẩn thận chút. Hách lão thanh âm truyền đến, giang giật sắc mặt trầm xuống thu hồi đào một thú, trên thân sát khí đổ xuống mà ra. Quát khẽ nói, hách lão, người cũng cẩn thận chút, ta trước dọn dẹp một chút những này yêu thú. Yêu thú tới rất nhiều, có màu hoàng kim đại mãng, ngạc đầu hươu thân quái thú, thật xa tựu phun ra từng đạo băng tiến cóc, tốc độ như gió rực điểu, có thể phun ra màu đen độc dịch con rơi thú, các loại hình thù kỳ quái yêu thú, cơ bản đều là tam giai, cũng có một chút nhị giai đỉnh phong yêu thú. Những này yêu thú đối với giang giật tới nói hoàn toàn không có áp lực, sát lục chân ý có thể chấn áp thần du đỉnh phong võ giả, tam giai yêu thú càng là không đáng kể, coi như tam giai đỉnh phong yêu thú giang giật cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Đương nhiên, như thế xuất hiện tứ giai yêu vương, giang giật sợ là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Sát lục chân ý chân áp, địa hỏa hộ thân, hỏa long kiếm giết địch, tăng thêm phệ hồn na di thuật. Đối mặt bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất chen chúc mà đến vô số yêu thú, giang giật chiến đến rất khoan khoái, cũng phi thường nhẹ nhõm. Phàm là bị sát lục chân ý bao phủ yêu thú lập tức không động được, hắn có địa hỏa hộ thân, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn được hắn, cho dù có cường đại yêu thuật phóng thích, hắn cũng có thể trước tiên thuấn di mà đi. Đến đây công kích yêu thú rất rất nhiều, căn bản giết không dứt, Giang giật đánh chết một trận, quả quyết hướng hách lão bên kia triệt hồi, lần nữa lấy ra lục tịnh bình đem hách lão thu vào, lúc này mới lợi dụng sát lục chân ý chân áp yêu thú, một đường đánh giết, một đường hướng phía trước phóng đi. Quyết định của hắn rất sáng suốt, hắn dòng dã bôn tẩu hơn 10 dặm nơi xa cũng đều là liên tục không ngừng vào tới yêu thú, giống như hắn tại nguyên chỗ tiếp tục tử chiến, sợ là muốn giết tới mấy ngày mấy đêm cũng giết không hết, sẽ tươi sống mệt chết. Vân Lộc có thể khống chế tầng thứ ba cấm chế điều động yêu thú tập sát chúng ta. Nghĩ đến hách lão, nhìn qua phía trước vẫn là trông không đến cuối yêu thú, giang giật nội tâm trở nên nặng nề, giống như tầng thứ ba có yêu vương, Vân Lộc điều động tới, sợ là hắn cùng hách lão đều muốn chết ở đây. Vù vù, hai đầu hỏa long hướng phía trước bao phủ đi, nhẹ nhõm đem hai cái quỷ nghiêu yêu thú chém giết, Giang giật một lát cũng không dám dừng lại, thằng tắp chạy như điên, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, đi ra vùng rừng rậm này thoát khỏi đám này yêu thú, bằng không hắn sẽ bị tươi sống mệt chết. Hô hô, bên trái đằng trước một cái miệng lớn miêu thú, phun ra một cỗ làm người ta buồn nôn hắc khí, hắc khí kia rất nhanh tràn ngập mà đến, còn không có tới gần giang giật, liền để hắn cảm giác một trận buồn nôn. Hắn chỉ có thể cắn Giang lại một lần nữa thuấn di, hắc khí kia hẳn là cái này yêu thú yêu thuật, tuyệt đối không thể tới gần, nếu không sẽ có đại phiền toái. Ưng ừ, ực, ừng ực, vừa mới hướng phía trước thuấn di ngàn trượng, Giang giật liền nghe đến một trận kỳ dị tiếng kêu, thanh âm này để linh hồn hắn chấn động, cảm giác trái tim đều muốn theo tiếng kêu này nhảy ra trong ngực. Chết, Giang giật dọa đến thân thể run lên, linh hồn loại công kích yêu thú kinh khủng nhất, hắn nhất định phải trước tiên chém giết, nếu không linh hồn một khi chịu ảnh hưởng, hắn chết không có chỗ chôn. Ông, hắn thân thể lần nữa lóe lên, khóa chặt cái kia phát ra âm thanh to lớn quái hình yêu thú, thoáng cái thuấn di đến nó bên người, sát lục chân ý chân áp, hỏa long kiếm đánh xuống, đem cái này yêu thú nổ thành một đống thịt nát. Chiêm chiếp, bầu trời một cái to lớn hắc điểu đáp xuống, nó hai cánh lóe lên, toàn thân sáng lên hắc quang, vô số thiết vũ như vạn tên cùng bắn hướng phía dưới mà đến, đem giang giật phụ cận phương viên mấy ngàn trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Địa hỏa, giang giật âm thầm kêu khổ, không dám thuấn di, địa hỏa tuôn trào ra, đem những cái kia thiết vũ ngăn trở, thiêu hủy. Hiu hiu hiu, đầy trời thiết vũ gào thét mà xuống, từng mảnh từng mảnh cây cối bị phá hủy, phụ cận bị giang giật sát lục chân ý trấn áp rất nhiều yêu thú, cũng bị bắn giết, ngược lại là giúp giang giật chiếu cố rất lớn. Đi, giang giật vốn còn muốn bay vọt lên, dùng sát lục chân ý bao phủ cái này đại điểu, xem xét phía dưới lập tức thay đổi chủ ý, hướng phía trước chạy như điên, cái kia đại điểu quả nhiên một đường truy sát thỉnh thoảng bắn xuống vô số thiết vũ giúp Giang giật chém giết phụ cận yêu thú tốt tiếp tục Giang giật hướng bầu trời bên trong đại điều giơ ngón tay cái lên cái này đại điều thiết vũ nhiều nhất xông vào địa hỏa ba thước khoảng cách liền sẽ bị thiêu căn bản không gây thương tổn được hắn có một cái tốt như vậy giúp đỡ ngược lại là bớt đi hắn không ít chuyện một đường phá vây dòng giã lao nhanh lớn nửa ngày Giang giật đều không nhớ rõ giết bao nhiêu yêu thú hắn cũng mệt mỏi thở hồng hộc thời khắc đều muốn phóng thích sát lục chân ý còn muốn công kích, bảo trì tinh thần độ cao tập trung, cái này khiến hắn rất là mỏi mệt. Yêu thú còn tại che già măng mọc vọt tới, sau lưng càng là đi theo đếm không hết yêu thú, giang giật thân thể bay vọt mà đi, nhảy lên trên rừng rập, nhìn thấy phía trước vẫn là mênh mông vô bờ sâm lâm, trong đôi mắt quang mang càng mở đi. Tiếp tục như vậy khi nào là cái đầu giống như tại bôn tẩu một ngày, còn chưa đi ra xâm lâm thoát khỏi đàn yêu thú, hắn sợ là rốt cuộc không chống nổi. Vù vù, sau ba canh giờ, tại giang giật liền muốn chịu không được lúc, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh ánh sáng, hắn bôn tàu chỉ chốc lát về sau, cũng phát hiện phía trước địa hình rốt cuộc cải biến. Phía trước xuất hiện một cái cự đại hẻm núi, để hắn mừng rỡ như điên chính là, hắn mơ hồ tại hẻm núi cuối cùng nhìn thấy một điểm bạch quang, rất giống như là truyền tống trận quang mang. Ha ha ha, nhưng mà, ngay một khắc này một đạo tiếng cười to đột một vang lên, thanh âm kia rất là phiêu miểu, tựa hồ theo thiên thượng truyền đến đồng dạng, để Giang giật mừng rỡ sắc mặt thoáng cái trầm xuống, lại là Vân Lộc tiếng cười. Vân Lộc thanh âm rất nhanh vang lên, Giang giật, phía trước liền là tầng thứ ba lối ra, nhưng người có hay không mệnh đi đến lối ra, tự xem người bản sự, bản vương tử tại tầng thứ tư chờ ngươi, người có gan tới giết ta đi. mươi 343, huyết chiến đến cùng, phía trước quả nhiên là lối ra, Vân Lộc cũng hoàn toàn chính xác có thể khống chế tầng thứ ba cấm chế. Vân Lộc để Giang giật xác định hai chuyện, nhưng càng nhiều nghi hoặc tới, Vân Lộc chút thực lực ấy làm sao có thể khống chế tầng thứ ba cấm chế chẳng lẽ hắn đạt được vu thần truyền thừa, có thể khống chế toàn bộ cấm địa cấm chế. Không có khả năng, Giang giật rất nhanh phủ nhận điểm này, giống như Vân Lộc khống chế cái này cấm địa cấm chế, hắn cùng hách lão đã sớm chết như thế nào cũng không biết, Vân Lộc cũng không cần như thế đại phí khổ tâm lợi dụng cấm chế phóng thích vô thuật, khống chế yêu thú tập sát hắn. Người có hay không mệnh đi đến lối ra, câu nói này để Giang giật càng là nghi hoặc. Bởi vì phía trước đầu này hẻm núi vùng đất bằng phẳng, nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại hắn đều có thể mơ hồ nhìn thấy truyền tống trận một điểm quang bày ra, điều này nói rõ truyền tống trận nhiều nhất tại mấy vạn trượng bên ngoài. Như thế khoảng cách, hắn 10 cái thuấn gì đã đến, Vân Lộc cũng biết hắn có được rất nhiều thần thông, vì sao như thế kết luận hắn liền đi không được lối ra. Không nghĩ ra tự không nghĩ, phía sau yêu thú đã đánh tới chấp nhoáng, giang giật cũng không dám dừng lại thêm, thẳng tắp hướng phía trước chạy đi, bất quá lần này tốc độ của hắn rất chậm, sợ phía trước có cường đại cấm chế, trực tiếp diệt sát hắn. Chiêm chiếp, cái kia màu đen đại điều thỉnh thoảng bắn ra lông vũ, như một sợi mũi tên sắt bắn xuống đến, vừa vặn giúp Giang giật dò đường, còn đem Giang giật sau lưng đuổi theo yêu thú chém giết một mảnh. 10 trượng, 30 trượng, 100 trượng, Giang giật một đường bôn tẩu, cảm giác rất là an toàn, cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, nội tâm của hắn kinh nghi càng đậm, chẳng lẽ Vân Lộc đang lừa hắn. Phanh 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 phanh, tại Giang giật lần nữa đi vài bước, hoàn toàn bước vào hẻm núi một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước hẻm núi mặt đất từng mảnh từng mảnh bạo liệt, từng cái hình thù kỳ quái quái thú từ dưới đất bạo liệt mà ra. Những quái thú này nhìn căn bản không giống như là yêu thú, bởi vì rằng những quái thú này đầu nhìn giống như người, nhưng thân thể lại giống như viên hầu, phần lưng có chút cong lên, trên thân thể đều là vảy màu đen, tứ chi đều có sắc bén lợi trảo, phía sau còn có từng hàng gai nhọn, miệng rộng bên trong cũng có răng nanh, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, thoạt nhìn như là trong địa ngục ác ma, trọng yếu nhất chính là. Giang giật cũng không có tại bọn chúng trên thân cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Phanh phanh phanh, Giang giật một cước này giống như là dẫn đốt dây dẫn nổ, phía trước mặt đất từng mảnh từng mảnh bạo liệt, vô số mắt đỏ quái thú nổ bắn ra mà ra, những quái thú này hình thể cũng không lớn, nhưng cho Giang giật cảm giác, thực lực của bọn nó không kém gì tam giai cao cấp yêu thú. Cái này ít nhất có mấy vạn con A. À. Giang giật nhìn qua nơi xa còn tại theo dưới mặt đất nổ bắn ra mà ra mắt đỏ quái thú, âm thầm kinh hãi, cái này nếu là người bình thường sợ là nhìn một chút liền muốn dọa đến hồn phi phách tán A. hư Hừ, hắn ngược lại là cũng không có quá để ý, quái thú mặc dù nhiều, nhưng lối ra ngay tại mấy vạn trượng bên ngoài, hắn có thể trực tiếp thuấn di đi qua, hắn có sát lục chân ý địa hỏa, còn có thể thuấn di, chưa từng sợ vây công, những này mắt đỏ quái thú căn bản không đủ gây sợ khốt khốt, các quái thú toàn bộ phát ra làm người ta dùng mình thanh âm, hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng giang giật chạy bắn mà đến, tốc độ thật nhanh, không thể so với đào một thú chậm, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã vào tới giang giật phía trước. Ngao ngao, chiêm chiếp, ô ô, để giang giật kinh ngạc là, tại hắn hoàn toàn bước vào trong hạp cốc, những quái thú kia sau khi xuất hiện, phía sau hắn yêu thú đều hoảng sợ thối lui, bầu trời cái kia đại điều cũng xoay quanh mà lên, bay trở về trong rừng rậm, tựa hồ cái này hẻm núi là tử địa, tiến vào hẳn phải chết a à, mắt đỏ quái thú cấp tốc vào tới tại ở gần giang giật mấy trăm trượng khoảng cách về sau sắc mặt của hắn rốt cuộc thay đổi bởi vì những quái thú kia tốc độ căn bản không có nửa điểm giảm bớt hắn sát lục chân ý hoàn toàn đối bọn chúng vô hiệu đúng rồi những quái thú này không có sinh mệnh là khôi lỗi là thi thú nếu là tử vật tại sao lại hội bị sát khí ảnh hưởng giang giật rất nhanh tỉnh ngộ lại trong tay hắn hỏa long kiếm sáng lên hai đầu hỏa long gào thét mà đi đập vào phía trước nhất hai cái mắt đỏ quái vật bên trên. Phanh phanh, không ra giang giật ngoài ý liệu, hai cái mắt đỏ quái thú trong nháy mắt bị tạc bay, liền đối đem đằng sau hai cái quái thú cùng một chỗ đụng bay, quái thú trên người lân phiến cũng bạo liệt rất nhiều, một cái quái thú một cái tay còn bị nổ nát vụn, chảy ra đen nhánh huyết dịch. Nhưng chúng nó lập tức trở mình mà lên, tiếp tục điên cuồng hướng giang giật vào tới, căn bản chính là không biết đau đớn, hoàn toàn không có ý thức thi thú. Phiền toái Giang giật nhấc chân chuẩn bị hướng về sau mặt thối lui, nhưng để hắn vạn phần hoảng sợ là chân của hắn vào thời khắc ấy đột nhiên nặng nề gấp trăm lần, tốc độ của hắn cũng thoáng cái chậm gấp trăm lần, tựa như là một cái chú đỉnh cảnh nhị tam trọng võ giả. Đây là cái quỷ gì vu thuật chân của ta làm sao nặng như vậy? Giang giật rốt cuộc hoảng loạn lên, vội vàng trước tiên thả ra phệ hồn na di thuật, chuẩn bị thuấn di rời khỏi hẻm núi. Nhưng để hắn càng thêm hoảng sợ là, hắn thân thể lóe lên, thế mà tại nguyên chỗ ngưng kết, hắn thuấn gì đến nguyên địa. Tà môn, giang giật con mắt mở tròn vo, loại này quỷ dị tình huống hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này vu thần quả nhiên đã cường đại đến nghịch thiên trình độ. Như thế quỷ tà cấm chế cùng vu thuật đều có thể nghiên cứu ra được, giang giật thế nhưng là kiến thức vạn long thiên quân cấm chế, cùng cái này so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hách lão ra cứu mạng, giang giật chỉ có thể lấy ra lục tịnh bình, đem hách lão phóng ra hướng hắn cầu trợ. Hắn xem như hoàn toàn không cách nào, mặc dù lối ra ngay tại mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng hắn giờ phút này tốc độ như thế chi chậm, phía trước lại liên tục không ngừng vào tới mắt đỏ quái thú. Hắn nếu muốn giết ra một con đường máu đến lối ra, không có mấy ngày mấy đêm là làm không được, mấy ngày mấy đêm còn không phải tươi sống mệt chết. Hắn kỳ thật còn có một chiêu át chủ bài, cái kia chính là địa hỏa, những này mắt đỏ quái thú mặc dù không sợ tử vong, lực phòng ngự siêu cường, nhưng là tao ngộ địa hỏa tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nốt diệt. Chỉ là... Giang giật hỏa linh châu bên trong địa hỏa quá ít, hắn tốc độ như thế có thể đi bao xa, sợ là không cần nửa ngày, địa hỏa liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Cái này, hách lão sau khi ra ngoài, cũng bị như thế chẳng diện hù dọa, tiện tay thả ra một lần đạo văn công kích đem trước mắt một vòng quái thú đánh bay ra ngoài, lúc này mới nhanh chóng cùng Giang giật bắt đầu giao lưu, đồng thời cũng thí nghiệm. Rất nhanh hách lão trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn tốc độ chỉ so với Giang giật nhanh lên một tia, hai người lực công kích không có hạn chế, hai chân lại nặng như ngàn cân, di động dị thường khó khăn. Giật thiếu, trước tiên lui ra hẻm núi, người quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Hách lão quyết định thật nhanh, không ngừng phóng thích đạo văn công kích, trong tay thiên khí mỗi lần bổ ra, đều có thể phóng thích mấy trăm đạo đao mang, đem từng mảnh nhỏ mắt đỏ quái thú đánh bay. Xong, hách lão, cái này hẻm núi ra không được. Để giang giật tuyệt vọng là, hắn liền muốn rút khỏi hẻm núi lúc, miệng hẻm núi con bên trong đột nhiên sáng lên một đạo rưỡi trong suốt cấm chế, thân thể của hắn trực tiếp đụng vào, hắn đột nhiên đập một trường, kia cấm chế không có chút nào rung động, hiển nhiên dị thường cường đại, hai người đã không có đường lui, vậy liền giết ra một đường máu. Hách lão ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, cắn răng nói, giật hiếu, người đi theo ta, nghỉ ngơi một chút, chỉ có mấy vạn trượng khoảng cách, lão hách coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ đem người đưa đến ra miệng. Giết, giang giật trên mặt cũng hiển hiện một tia dữ tợn, đã không có đường lui, vậy liền huyết chiến đến cùng đi chương 344, làm loạn, phanh phanh phanh, vô thần cấm địa trong cung điện tầng thứ ba đặc thù không gian trong hạp cốc, hách lão cùng giang giật ngay tại huyết chiến, hách lão một ngựa đi đầu, một người chặn phía trước cùng trái phải hai mặt toàn bộ công kích, giang giật theo ở phía sau chỉ cần phụ trách theo đuôi công kích mà đến một phần nhỏ mắt đỏ quái thú. Hai người đã dòng dã chém giết đã nửa ngày, cũng không biết chém giết bao nhiêu mắt đỏ quái thú, kịch chiến một hồi, hai người đều tìm đến quyết khiếu. Công kích mắt đỏ quái thú hai chân, hai chân đoạn mất, bọn chúng tự đi không được. Công kích thân thể, coi như đem bọn nó thân thể bắn ra mấy trăm động đều vô dụng, thậm chí đầu bạo liệt, bọn chúng vẫn như cũng có thể vò tới cua lợi chảo công kích. Cũng may những này mắt đỏ quái thú đều là tử vật, ngoại trừ lợi dụng lợi chảo, cùng phía sau gai nhọn công kích, thân thể phòng ngự cường đại, hung hãn không sợ chết bên ngoài, cũng không có còn lại kinh khủng địa phương, cũng sẽ không phóng thích yêu thuật có được cái khác thần thông loại hình, nếu không hai người giờ phút này sợ là đã chết. Mặc dù như thế, hai người vẫn như cố cảm giác tiền đồ xa vời, nửa ngày thời gian hai người chỉ là đi tới 3-4 ngàn trượng khoảng cách, mắt đỏ quái thú nhiều lắm, chém giết một nhóm lập tức có còn lại mắt đỏ quái thú bổ sung. Hướng phía trước liếc nhìn lại, một mảnh đen nghịt, hẻm núi toàn bộ đều bị mắt đỏ quái thú phá hỏng, không có nửa điểm khe hở. Hai người tốc độ quá chậm quá chậm, nửa ngày thời gian có thể di động khoảng cách xa như vậy, vẫn là hách lão không ngừng liều mạng kết quả. Hách lão, ta tới đi, Sang giật nhìn thấy hách lão trong mắt đều là mỏi mệt, biết rõ hắn khẳng định cũng mỏi mệt không chịu nổi, hách lão mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không chịu nổi liên tục không ngừng phóng thích đạo văn công kích, nửa ngày thời gian hắn ít nhất thả ra mấy vạn lần đạo văn công kích a. Không cần, giật thiếu, người chớ xem thường ta lão hách, lại kiên trì một ngày đều không có nửa điểm vấn đề. Hách lão quay đầu mỉm cười, rất là tự tin nói, thiên khí ở giữa không trung múa, rất nhanh lại huyễn hóa thành vài trăm đạo kiếm quang, hướng phía trước quét ngang mà đi suy suy mấy trăm đạo kiếm quang hóa thành mấy trăm đạo hình bán nguyệt kiếm mang thành hình quạt gào thét mà đi thần du đỉnh phong kiếm mang rất là kinh khủng cứ việc chia mấy trăm đạo nhưng là liên tục không ngừng nện ở bốn phía mắt đỏ quái thú trên đùi bọn chúng cũng thoáng cái tự quỳ một vòng công kích có thể nhẹ nhõm chặt đứt mấy chục cái mắt đỏ quái thú chân phanh 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 khách lão chật vật nhấc chân tiến lên trong tay thiên khí trường kiếm không ngừng chấp động đem phía trước hai chân bị chém đứt mắt đỏ quái thú hai tay cũng chặt đi xuống lần này tiểu triệt để an toàn hắn cùng giang giật cũng có thể nhẹ nhõm đi về phía trước. Suy suy, tiến lên mấy trượng khoảng cách, phía trước mắt đỏ quái thú lại tới gần, hách lão chỉ có thể ngừng tiến lên, tiếp tục phóng thích đạo văn công kích, cứ như vậy một vòng một vòng tuần hoàn, hai người chật vật tiến lên. Giang giật đi theo đằng sau dễ dàng rất nhiều, hắn chỉ cần các loại chờ phía sau mắt đỏ quái thú xông lên về sau, bổ ra hỏa long kiếm đem bọn nó đều nổ bay là được, dù sao mắt đỏ quái thú cũng giết không hết, bọn hắn chỉ là muốn đi lối ra, cũng không phải muốn chém giết sở hữu quái thú, tự nhiên lười nhác tốn sức. Hắn một bên nghỉ ngơi, vừa quan sát hách lão đạo văn công kích, đồng dạng là phong hệ đạo văn, giang giật rất có hứng thú, vạn nhất có cơ hội tìm hiểu đâu. Hách lão cái này phong hệ đạo văn đến cùng là thế nào áo nghĩa một kiếm biến thành mấy trăm kiếm, cũng đều là chân thật, cũng không phải là hư ảnh, điều này nói rõ hắn một kiếm diễn hóa mấy trăm kiếm một thanh kiếm làm sao có thể đồng thời phóng thích mấy trăm lần công kích coi như lại nhanh tốc độ công kích cũng làm không được a à? nói như vậy hẳn là phong hệ đạo văn lên mang tính then chốt tác dụng phong là vô hình phong cũng có thể vô hình trói buộc người nhưng một tia phong làm sao có thể phân ra mấy trăm tia phong một tia phong liền là một tia phong không có khả năng diễn hóa thành một trăm tia phong a à? đúng rồi ta trước kia tại thiên võ thành giang gia học qua một loại võ kỹ gọi huyễn ảnh trường có thể đồng thời công ra ba trường cũng là chân thực công kích Vấn đề kia là bằng vào tốc độ công kích, đồng thời mê huyện ánh mắt của đối phương. Trên thực tế, ta cũng không phải là đồng thời phát ra công kích ha hách lão đây là đồng thời công ra mấy trăm kiếm A. Phong, thần kỳ nhất thuần tại, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng có thể chân thực cảm ứng được. Cái này thiên nhiên phong đến cùng ẩn chứa dạng gì áo nghĩa, có thể làm cho võ giả công kích trở nên như thế sắc bén. Giang giật trong đầu một mực tại tự hỏi, hắn trong con người đều là kinh nghi, dù sao hắn đi theo hách lão đi cũng nhẹ nhõm chỉ cách mỗi một hồi, tùy ý chém ra một kiếm là được. Hắn cũng không đi quản, một lòng yên lặng tại phong hệ đạo văn bên trong, thỉnh thoảng cẩn thận nhìn chằm chằm hách lão công kích, hai đầu mày kiếm nhăn thành một cái chữ xuyên. Như thế trước mắt, giật thiếu thế mà tại nếm thử lĩnh hội đạo văn của ta công kích. Hách lão phát giác giang giật dị dạng, âm thầm giật mình, cái này đến lúc nào rồi, vị này ta thế mà còn có như thế tâm tình tìm hiểu đạo văn mặc dù cổ ngữ có mai kia ngộ đạo, đắc đạo phi thăng thần thoại, Nghe nói Thủy U Lan năm đó cảm mộ một loại đạo văn, cũng chỉ là hao tốn nửa ngày tự cảm mộ ra, nhưng Thủy U Lan là ai đây chính là vạn năm qua đệ nhất thiên tài, đạo văn há lại dễ dàng như vậy cảm mộ. Hắn năm nay 78, tại chiến ra các loại tài nguyên bồi dưỡng dưới, tại 40 tuổi tự đạt đến thần du đỉnh phong, nhưng hơn 30 năm đi qua, hắn đến vẫn chỉ là cảm mộ một loại đạo văn. Sở dĩ trong lòng hắn muốn cảm mộ đạo văn khó khăn như trên thanh thiên, tự nhiên cũng cho rằng gian giật đây là làm loạn. Bốn phía đều là chen chúc mà đến mắt đỏ quái thú, Giang giật giờ phút này dám phân tâm đi tìm hiểu đạo văn, vạn nhất một cái không tốt bị quái thú làm bị thương, hậu quả có thể tuyệt đối là chí mạng, hắn không phải làm loạn là cái gì. Chỉ là Giang giật là chiến gia ân nhân, chiến vô song huynh đệ. Giờ này khác này hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể phân tâm giúp Giang giật nhìn một chút, dạng này hắn chiến đấu càng mệt mỏi, cứ việc công kích vẫn như cũ hung mãnh, nhưng hắn cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu dạng này không được a à, căn bản không có nửa điểm đầu mối, sợ là không có cách nào nhập môn. Giang giật cảm ngộ hai canh giờ ngừng lại, dạng này không có đầu mối lĩnh hội, sợ là căn bản không có cách nào tìm tới con đường, hắn hỏa long kiếm đột nhiên hướng về sau mới đánh xuống, lần này không có đơn giản công kích, mà là thả ra phong chi thúc phược, lập tức bốn phương tám hướng không khí hướng bên này tụ đến, hình thành hơn 10 đầu vô hình phong long, hướng phía trước gào thét mà đi, đem phía trước mấy cái quái thú toàn bộ trói buộc cuối cùng bị hai đầu hỏa long đánh trúng, nổ tung. Đúng rồi, phòng ba động, đạo văn khác nhau, phòng ba động quỹ tích khẳng định khác biệt, ta không phải đi xem hách lão công kích, mà là dụng tâm đi cảm giác, hắn phóng thích đạo văn lúc công kích phòng ba động quỹ tích, khẳng định như vậy có thể sờ đến một chút khiếu môn. Giang giật đột nhiên đôi mắt sáng lên, trực tiếp nhắm mắt lại, dứt khoát mặc kệ phía sau mắt đỏ quái thú, dụng tâm đi cảm thụ hách lão phóng thích đạo văn lúc công kích, bốn phía phòng ba động. A à hách lão bị hù dọa hổ khu chấn động, già nua mặt biến thành mướp đắng, vị này ta cái này muốn đùa chơi chết hắn sao lúc đầu hắn liền đã mỏi mệt không chịu nổi, ứng phó ba cái phương diện quái thú rất là phí sức, còn muốn giúp giang giật ứng phó phía sau quái thú. Suy suy, chỉ là hách lão có thể làm sao hắn chỉ có liều mạng không ngừng phóng thích đạo văn công kích, đem bốn phương tám hướng chen chúc mà đến quái thú chém giết, đã giang giật nghĩ thử một lần, tự cho hắn cơ hội này đi, vạn nhất giang giật thật có thể cảm ngộ, hai người thay phiên công kích, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Cái này ba động quả nhiên cùng phong chi trói buộc không giống, phong chi thúc phược là bốn phương tám hướng phong chen trúc mà đến, hình thành một loại đặc thù khí tràng để phụ cận không gian ngưng kết, lợi dụng cường đại khí áp chân áp địch nhân. Hách lão cái này phong hệ đạo văn, lại là để phong đột nhiên phân hóa, chia mấy trăm tia phong, để nguyên lực bị phong khiên động, dạng này mới có thể đồng thời phóng xuất ra mấy trăm đạo kiếm mang. Thế nhưng là, cái này phong như thế nào mới có thể phân hóa thành mấy trăm tia đâu? Giang giật yên lặng tại phong hệ đạo văn bên trong, quên đi thời gian, quên đi chính mình người đang ở hiểm cảnh, quên đi hết thảy, mê thất tại trong thiên nhiên rộng lớn huyền diệu đạo văn bên trong. Thẳng đến một canh giờ sau, hắn mới đột nhiên bị một đạo sắp khóc thanh âm bừng tỉnh, hách lão mặt mũi tràn đầy chua xót quát khẽ, giật thiếu, khác đừng cảm ngộ, lại cảm ngộ xuống dưới, lão hách muốn không chống nổi. mươi 345, cuối cùng tiến ngươi một đoạn đường. A, à, Giang giật giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hách lão mặt mũi tràn đầy mỏi mệt một cái tay bên trên còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương lập tức hổ thẹn không thôi hắn nghỉ ngơi lâu như vậy thời gian thể lực cùng tinh lực khôi phục rất nhiều thân thể lập tức hướng phía trước bay đi quát khẽ hách lão người nghỉ ngơi trước thoáng cái ta đến chủ công tốt hách lão không tiếp tục kiên trì hắn quá mệt mỏi giống như phóng thích đòn công kích bình thường còn dễ nói không ngừng phóng thích đạo văn công kích hắn nguyên lực cùng thể lực tinh thần lực đều tiêu hao rất lớn nếu không cũng sẽ không thụ thương. Không bằng hắn vẫn là không có chủ quan, giang giật sát lục chân ý không thể phóng thích, cũng không thể thuấn di, thực lực giảm đi nhiều, vạn nhất giang giật không chống nổi, hắn chỉ có thể liều mạng tiếp tục công kích. Hô hô, giang giật thủ đoạn công kích để hách lão mở rộng tầm mắt, cũng hoàn toàn yên tâm. Giang giật hỏa linh châu bên trong địa hỏa gào thét mà ra, hắn không dám để cho địa hỏa ở bên người dừng lại, nếu không đi theo sau lưng hách lão sẽ chịu không nổi, hắn song trường không ngừng đánh ra, đem hỏa linh châu bên trong tuôn ra địa hỏa đánh ra đi địa hỏa như từng đầu hỏa xà hướng phía trước gào thét mà đi suy suy địa hỏa nhiệt độ cao rất hung tàn phía trước hai cái mắt đỏ quái thú bị địa hỏa một lồng che đậy trong nháy mắt đốt cháy rất nhanh đốt thành một mảnh bột mịn hung tàn đến làm cho hách lão âm thầm kinh hãi mỗi lần đầu hỏa xà đều có thể đốt cháy ba bốn con mắt đỏ quái thú giang giật cũng không ngừng phóng thích địa hỏa không ngừng đốt giết ba mặt mắt đỏ quái thú từng đầu hỏa xà gào thét mà ra tựa như quần ma loạn vũ, chàng diện kia rất là nhiếp nhân tâm phách. Hô hô, hách lão đi theo giang giật một trường khoảng cách về sau, cứ việc giang giật trước tiên đem địa hỏa vỗ ra, nhưng là hắn vẫn là cảm giác nóng đến không được, toàn thân đều muốn bốc cháy lên. Nhưng hắn chỉ có thể cố nén, nguyên lực trong thân thể lưu chuyển, chậm lại trong thân thể cực nóng cảm giác. Còn tốt giang giật đứng vững phía trước đại bộ phận mắt đỏ quái thú, để hách lão không cần phóng thích đạo văn công kích, cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút, làm dịu thân thể cùng trên tinh thần cảm giác mệt mỏi. Hai người như chậm như ốc sên chậm chạp tiến lên, giang giật địa hỏa nhìn dị thường hung tàn, nhưng hai người khóe miệng đều rất là đắng chát. Bởi vì giang giật địa hỏa mặc dù rất nhiều, nhưng tiêu hao quá nhanh, đoán chừng nửa ngày sau liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó bằng vào hắn căn bản chịu không được nhiều như vậy mắt đỏ quái thú, hách lão chỉ có thể lần nữa trông đi tới. Còn có hai vạn trượng khoảng cách, theo tốc độ này ít nhất phải hai ngày, ai? cũng không biết có thể hay không kiên trì đến truyền tống trận. Hách lão ngẩng đầu nhìn xa xa truyền tống trận, cùng phía trước lít nha lít nhít phá hỏng toàn bộ hẻm núi mắt đỏ quái thú, nội tâm tuôn ra một tia tuyệt vọng, không bằng hắn ánh mắt rất nhanh kiên định xuống tới, cho dù chết, hắn cũng phải đem Giang giật đưa đến truyền tống trận đi. Giang giật cũng biết rõ điểm này, nhưng hắn ngoại trừ không ngừng phóng thích địa hỏa ra sức hướng phía trước bôn tẩu bên ngoài, không có đường khác mà đi, không đánh đến một khắc cuối cùng, hai người cũng sẽ không từ bỏ. Suy suy, hai người bắt đầu cô quạnh mà mệt mỏi dài rằng giặc hành trình, nửa ngày về sau, giang giật hỏa linh châu bên trong địa hỏa tiêu hao hơn phân nửa, nhiều nhất chỉ có thể ở phóng thích 10 lần công kích. Hắn không dám tiếp tục phóng thích địa hỏa, địa hỏa đều tiêu hao sạch sẽ, hắn tự đã mất đi một cái cường đại phòng ngự thủ đoạn, một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Giật thiếu, ta tới đi, hách lão nhìn thấy giang giật do dự, biết rõ hắn hỏa linh châu bên trong địa hỏa nhanh tiêu hao sạch sẽ. Nghỉ ngơi nửa ngày, hắn cũng khôi phục một chút thể lực tinh lực, thân thể hướng phía trước bay đi, thiên khí vung vẩy hóa thành đầy trời kiếm mang hướng phía trước gào thét mà đi, giang giật chỉ có thể lui xuống tới, lại phóng thích địa hỏa hách lão thế nhưng là sẽ bị thiêu chết. Giang giật đi về phía trước đại khái 5.000 trượng khoảng cách, còn thừa lại một vạn 5.000 trượng khoảng cách, giống như cái này nếu là bình thường, hai người một lát thời gian liền có thể đến, tốc độ đều chậm gấp trăm lần, coi như tốc độ nhanh nhất, cũng muốn một ngày rưỡi mới có thể dựa vào gần truyền tống trận. Giết! Hách lão liều mạng, hắn đã không thèm đếm xỉa, không ngừng phóng thích đạo văn công kích, cưỡng ép đem tốc độ tăng lên một tia, liều mạng hướng phía trước phóng đi. Giang giật theo sau lưng, lần này không còn từ từ nhắm hai mắt, bất quá vẫn như cũ dụng tâm đi cảm thụ đạo văn. Hắn biết rõ Hách lão tuyệt đối kiên trì không đến truyền tống trận, giống như hắn không thể cảm ngộ Hách lão đạo văn công kích, hắn có chết hay không không biết, Hách lão tuyệt đối phải tươi sống mệt chết. Sở dĩ hắn mặc dù nội tâm cấp bách, nhưng cũng chỉ có thể ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, nếm thử cảm ngộ loại này phong hệ đạo văn, công kích của hắn quá đơn nhất, rất khó ứng phó bốn phương tám hướng mắt đỏ quái thú, hách lão đạo văn công kích có được quần công năng lực, có thể nhẹ nhõm ngăn cản quái thú. Đạo văn này công kích, đến cùng là một loại gì áo nghĩa vì sao một tia gió có thể nhẹ nhõm diễn hóa ra mấy trăm tia vì cái gì? Giang giật không ngừng trong đầu phân tích, suy nghĩ, suy tính, não hải thật nhanh vận chuyển, hoàn toàn không để ý hách lão, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian, máy móc vung vẩy trong tay hỏa long kiếm, đem phía sau một đám quái thú đánh bay. Hách lão cũng không đi quản giang giật, chỉ cần giang giật có thể giữ vững đằng sau, đuổi theo là được, hắn muốn lĩnh hội tự lĩnh hội đi. Đương nhiên trong lòng của hắn đối với giang giật không có nửa điểm lòng tin, hắn tìm hiểu nhiều năm như vậy mới tìm hiểu ra tới đạo văn công kích, giống như giang giật có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày lĩnh hội, hắn không bằng mua một khối đậu hũ đâm chết. Giang giật đối với mình cũng không có lòng tin, bốn năm cái thời thần trôi qua, hắn vẫn là không có sở đến nửa điểm đầu mối, lúc trước phong ảnh kiếm hắn tự tìm hiểu hai tháng còn không có lĩnh hội, cuối cùng vẫn là tại quốc chiến trong rừng quỷ, cơ duyên xảo hợp nhìn một cái thiên huyền quốc võ giả phóng thích vô thuật mới đốn ngộ, trong thời gian thật ngắn muốn tìm hiểu một cái đạo văn, cái này sao có thể. Hô hô, hách lão tiếng thở, có chút thô trọng, trên khuôn mặt già nua cũng đều là vẻ mệt mỏi, trong đôi mắt một mảnh ảm đạc, nhưng hắn công kích vẫn như cũ hung mãnh bước chân vẫn như cũ kiên định từng bước một hướng phía trước phòng đi mang theo Giang giật phá vây. Giang giật tiếp tục tham ngộ, mặc dù chính hắn cũng cho rằng không thể nào, nhưng giờ này khác này, hắn có thể làm cái gì hắn đi lên căn bản chịu không được công kích mãnh liệt như vậy, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị thụ thương, tiếp theo bị chém giết. Khốt khốt, bốn phương tám hướng mắt đỏ quái thú, như dập lửa bươm bướm vào tới, bọn hắn không có linh hồn, hung hãn không sợ chết, chỉ có cơ giới vào tới, bọn chúng lợi chảo lóng lánh làm người sợ hãi hàn quang, như từng thanh từng thanh đao nhọn, cái này nếu là cho chúng nó khẽ dựa gần, lập tức hội xé rách thành thịt nát. Hách lão chật vật bổ ra một con đường máu, mang theo giang giật chậm chạp tiến lên, một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ. Truyền tống trận càng ngày càng gần, một vạn hai ngàn trượng, một vạn trượng, tám ngàn trượng, năm ngàn trượng. Hách lão hô hấp càng ngày càng gấp rút, tiến lên bước chân càng ngày càng ngưng trọng, già nua thân thể còn khẽ run, hiển nhiên sẽ đạt tới cực hạn, tiếp tục nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong vì sao có thể phân hóa phong làm sao mới có thể phân hóa cái này phong hệ đạo văn bên trong đến cùng ẩn chứa dạng gì áo nghĩa. Giang giật đôi mắt vẫn như cũ mê mang, tay của hắn không thời cơ giới vung ra hai đầu hỏa long, về sau lập tức mờ mịt đi theo hách lão tiến lên, trong đầu một mực lượn vòng lấy một nghi vấn lớn, không nghĩ ra vấn đề này, hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào cảm mộ loại này đạo văn. Phốc, phía trước hách lão đột nhiên phun ra một vòi máu, thân thể cũng đình chỉ tiến lên, Giang giật thì mù quáng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh đụng phải Hách Lão, cũng đem hắn từ trong trầm tư kéo lại. "A à, Hách Lão, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy thế, tại sao không gọi ta?" Giang giật con mắt đột nhiên trợn to, đầy mắt kinh hoàng, phía trước Hách Lão trên tay, trên chân, trên bờ vai, trên lưng đều là từng đầu thật sâu rãnh máu, cả người đều biến thành huyết nhân, Giang giật mấy cái này canh giờ một mực phân thần, yên lặng tại cảm ngộ đạo văn bên trong, thế mà đến mới phát hiện. "Ha ha, Hách Lão nhếch miệng quay đầu cười một tiếng, miệng đầy đều là tiên huyết." nụ cười của hắn đều là thê lương, hắn chỉ về đằng trước mấy ngàn trượng bên ngoài truyền tống trận nói, giật thiếu, lão hách sợ là chỉ có thể đem ngươi đến cái này, ngươi phải cố gắng sống sót, đi ra cái này cấm địa, lão hách chết cũng có thể nhắm mắt. Hưu, nói xong, hách lão trên thân thể khí thế lần nữa một thịnh, thiên khí vung vẩy lại một lần hướng phía trước phóng đi, hiển nhiên chuẩn bị phóng thích sau cùng dư quang, lại cho giang giật đoạn đường. Trường 346, Trung Giai Đạo Văn, Lục Tịnh Bình, Giang giật trong tay một cái lục sắc cái bình xuất hiện, hắn nguyên lực vần quanh lục tịnh bình lập tức phát sáng lên, một đạo lục quang bao phủ hách lão, hắn không thể nghi ngờ thanh âm vang lên, hách lão, khác đừng chống cự, người đã thụ trọng thương, đi vào trước chữa thương, tin tưởng ta, tuyệt đối có thể còn sống xông vào truyền tống trận. Hách lão lúc đầu nghĩ chống cự, không bị hút vào lục tịnh bình, nghe được giang giật chắc chắn như thế ngữ khí, hắn chỉ có thể cắn răng mặc cho một cái hấp lực cường đại tác dụng ở trên người hắn, thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ, nhưng mà, để Giang giật cùng hách lão khiếp sợ sự tình lần nữa phát sinh, hách lão thân thể biến mất về sau, thế mà nhanh chóng tại nguyên chỗ ngưng tụ, căn bản vào không được lục tịnh bình trong không gian. Đây là cái quỷ gì cấm chế? Giang giật chửi ầm lên, bất quá rất nhanh nghĩ thông suốt, nơi này đã không thể thuấn di, hiển nhiên là không gian bị giam cầm. Đã bị giam cầm, hách lão tự nhiên không thể biến mất tại cái này trong không gian, tiến vào lục tịnh bình đặc biệt tiểu không gian. Hách lão, đi theo ta đi, tin tưởng ta. Giang giật thân thể hướng phía trước phóng đi, đem hách lão ngăn ở phía sau, như thiểm điện lấy ra một viên thuốc chữa thương ném vào trong miệng của hắn, lúc này mới vung vẩy hỏa long kiếm phóng thích công kích. Hưu, hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước nện xuống, hai đầu hỏa long gào thét mà ra, hắn một lát không ngừng lại, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh không ngừng hướng tả hữu cùng hậu phương liên tục bổ ra công kích. Hưu, đồng thời hắn thân tử không đoạn tiến lên, hách lão đã không trông cậy được vào, chỉ có dựa vào chính hắn, nếu là hắn chết rồi, hách lão cũng phải chết sở dĩ hắn chỉ có thể liều mạng liều mạng phía dưới hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản mắt đỏ quái thú tới gần nhưng nguyên lực lại như nước tiêu hao cường độ cao công kích thân thể của hắn cùng linh hồn cũng nhanh chóng trở nên mỏi mệt hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu giang giật liều mạng hách lão cũng không còn kiên trì hắn thụ thương quá nặng đi thân thể rất nhiều chỗ địa phương đều bị quái thú móng vuốt sắc bén đâm xuyên còn không chữa thương lập tức liền muốn chết hắn không sợ chết Giờ phút này chứa thương cũng là vì thời khắc mấu chốt, sẽ giúp Giang giật một lần. Khốt khốt, hơn một canh giờ về sau, mắt đỏ các quái thú điên cuồng lướt đến, Giang giật tốc độ công kích đã không có vừa rồi nhanh như vậy, tự nhiên có quái thú có thể đến gần, bên trái một cái quái thú móng vuốt sắc bén như một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm hướng Giang giật trên vai lấy xuống. Lăn đi, Giang giật một cái tay khác nguyên lực vần quanh, ngưng tụ bão nguyên trưởng đột nhiên hướng quái thú này đập tới, một đạo kinh thiên nổ vang, quái thú này cánh tay liên tiếp bạo liệt, thân thể cũng bị nổ bay, liền đới đem phía sau mấy cái quái thú đụng bay. Nhưng chỉ là như thế trong chớp mắt, còn lại ba cái phương diện quái thú cũng kéo gần lại khoảng cách, giang giật không có ba đầu sáu tay, chỉ có thể hướng phía trước ném ra hai đầu hỏa long, một cái tay khác hướng bên phải phóng thích bạo nguyên trường. Giật thiếu, xong, hách lão trầm hống một tiếng, chật vật phung vẩy thiên khí, cưỡng ép phóng thích một lần công kích, đem đuổi theo phía sau quái thú đánh bay, khóe miệng tiên huyết lại không muốn tiền tuôn trào ra. Hách lão, Giang giật trợn mắt muốn nứt, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không quản được, chỉ có thể liều mạng hướng bốn phương tám hướng phóng thích công kích, ngăn cản quái thú tới gần. Truyền tống trận ngay tại phía trước, còn có hơn một ngàn trượng khoảng cách, Giang giật thị lực dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc, có thể thấy rõ ràng trên truyền tống trận lưu chuyển lên như mộng ảo bạch quang, chỉ cần có thể tiến vào cái truyền tống trận này, bọn hắn tự triệt để an toàn. Hơn một ngàn trượng khoảng cách, bình thường trong nháy mắt có thể tới, giờ phút này lại trở thành thời khắc sinh tử khoảng cách giang giật tốc độ công kích càng ngày càng chậm ngẫu nhiên đến gần quái thú cũng càng ngày càng nhiều mỗi lần đều là hách lão liều mạng công kích mới có thể giúp giang giật ngăn cản hách lão phun ra huyết càng ngày càng nhiều đi đường tốc độ càng ngày càng chậm chân của hắn cảm giác nặng như vạn cân mỗi lần nhấc một bước đều dị thường gian nan giật thiếu ta không được một mình ngươi đi thôi hách lão đột nhiên nhúc nhích miệng vô cùng hư nhược mở miệng nói lúc nói chuyện khóe miệng còn tràn ra huyết dịch trên mặt miếng cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười nhưng nhìn so với khóc còn khó coi hơn. a à, Giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo ném ra mấy kiếm, quay đầu bạo hống, hách lão chịu đựng, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, muốn chết cùng chết. Ngu xuẩn, hách lão chật vật hướng sau lưng thả ra một lần nguyên lực công kích, hắn suy yếu đến nỗi ngay cả đạo văn công kích đều phóng thích không được nữa, nhưng hắn vẫn là cuồng loạn giống to, đi mau, giật thiếu, nếu không lão hách lập tức tự sát. Đi, đi, khốt khốt, hô hô, Hách lão tiếng giống giận dữ tại trong hạp cốc quanh quẩn không ngớt, tăng thêm vô số quái thú một ngạt tiếng kêu, cùng hẻm núi phía trên thổi tới tiếng gió. Tại toàn bộ trong hạp cốc tiếng vọng, tựa hồ tạo thành một bài bi thương hợp tấu, tại cho hách lão tiến đưa, hay là cũng cho giang giật tiến đưa. A a a, nhìn thấy bốn phương tám hướng mắt đỏ quái thú điên cuồng lướt đến, nhìn thấy hách lão vô lực sụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn qua hắn, nhìn thấy nơi xa trong truyền tống trận vẫn như cũ lấp lánh không ngừng nhu hòa bạch quang nghe được hẻm núi phía trên thê lương tiếng gió giang giật nội tâm cũng tuyệt vọng hắn cứu không được hách lão hắn cũng cứu không được chính mình hạp cốc này xem ra muốn trở thành bọn hắn nơi táng thân ô ô tiếng gió tại thời khắc này càng lúc càng lớn nơi xa thổi tới một cỗ cuồng phong tại trong hạp cốc quanh quẩn hình thành một đặc thù tiếng vang nghe vào người bên tai càng khiến người ta cảm giác được thê lương phong tại thời khắc này giang giật đột nhiên đôi mắt mê mang vang lên bên tai gió đang gào thét âm thanh trong đầu của hắn cũng hiện ra một màn hình tược, một cỗ cuồng phong từ bên ngoài gào thét mà đến, xuyên thấu qua cấm chế thổi vào hẻm núi, thổi tới trên vách đá dựng đứng, thổi tới lồi ra trên tảng đá, một cỗ chia hai cỗ, cũng tạo thành đặc thù tiếng vang. Gió thổi tại trên tảng đá, chia ra thành hai cỗ. Giang giật linh hồn tại thời khắc này đột nhiên chấn động, cả người đều run rẩy lên, hắn mông lung ở giữa tựa hồ mò tới một cái điểm, nhào bắt được phong một loại bản nguyên cùng áo nghĩa. Phong là vô hình, phong là vô số không có ở đây, Phong có thể hợp thành một cỗ, cũng có thể chia ra thành ngàn vạn cỗ. Không đúng, không đúng. Phong vì sao muốn phân liệt nó vốn chính là ở khắp mọi nơi, nó bất quá là từ bên này lưu động qua bên kia, nó tràn ngập thiên địa này sở hữu địa phương, sở dĩ không cần để phong phân liệt, chỉ cần mượn nhờ phong lực để nó đem từng sợi nguyên lực mang theo, để bọn chúng kéo theo nguyên lực, dạng này liền có thể tùy ý phóng thích vô cùng vô tận công kích. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, ta rốt cuộc lại tìm hiểu một loại phong hệ đạo văn. Ha ha ha, Giang giật đột nhiên cười to lên, thanh âm của hắn tràn đầy khoái ý cùng tứ cuồng, trong khoảng thời gian này đến, sợ là tâm tình vào giờ khác này là nhất nhẹ nhàng vui vẻ một khắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Giang giật ngộ hiểu thời gian chỉ là trong tích tắc, hách lão lúc đầu nhìn thấy vô số mắt đỏ quái thú vọt tới, đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghe được Giang giật khoái ý tiếng cười to, lập tức kinh ngạc mở to mắt hướng hắn nhìn lại. Xem xét phía dưới, hắn con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt cũng đều là gặp quỷ biểu lộ. Giang giật trong tay hỏa long kiếm đột nhiên sáng lên, nhưng lần này không có bổ ra hai đầu màu đỏ, mà là bắn ra một đạo màu đỏ nguyên lực, kia nguyên lực vừa mới rời đi hỏa long kiếm, trong nháy mắt phân hóa số tròn vạn đạo nguyên lực công kích. Mà lại, cái này nguyên lực công kích còn không phải thẳng tắp hướng một cái phương hướng công tới, mà là hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi, như từng đầu tiểu hỏa long im ắng hướng bốn phía mắt đỏ quái vật gào thét mà đi, mỗi một đầu tiểu hỏa long khí hơi thở đều dọa người, không thể so với trước kia giang giật bắn ra hai đầu lớn hỏa long yếu. Mấy vạn hỏa long, đầy trời cuồng vũ, trang diện kia rộng lớn đến cực điểm, làm người sợ hãi. Phanh, phanh phanh phanh, bốn phương tám hướng chen chúc mà đến mắt đỏ quái thú, bị vô số đầu hỏa long đụng vào, rất nhiều quái thú tay chân lập tức bị tạc nứt, thân thể bị tạc bay ra ngoài, từng mảnh từng mảnh tiếng nổ vang lên, hai người phụ cận phương viên mười trượng lại bị giang giật một chiêu trống rỗng. Cái này, cái này, hách lão bờ môi run rẩy thân thể đều không ngừng đang rung động, hắn không dám tin nhìn qua những cái kia tiểu hỏa long, lại nhìn giang giật vài lần, lúc này mới run giọng cả lăm lẩm bẩm nói, cái này, làm sao có thể đây tuyệt đối là trung giai đạo văn công kích mới có uy lực, giật. Giật thiếu một cái đốn ngộ, thế mà trực tiếp trong tham mộ giai đạo văn vạn năm qua đệ nhất thiên tài thủy u lan cũng không có bản lãnh này a. À. Chương 347, trước khi chết trước giết chết hắn. Hách lão hơn 30 năm trước thực lực tựu đạt đến thần du đỉnh phong, có thể nói thành danh nhiều năm cường giả, tại chiến gia địa vị cũng là rất cao. Nhưng nói đến đạo văn, hách lão thật ra thì giải cũng không nhiều, bởi vì hắn mấy chục năm qua, chỉ là cảm ngộ một loại đạo văn, loại thứ hai đạo văn cảm ngộ mấy chục năm còn sờ không tới đại môn, liền nửa chân đạp đến nhập kim cương cảnh cũng không tính là, đối với đạo văn cũng không có quá sâu nghiên cứu. Nhưng hắn có thể xác định một điểm, giang giật vừa rồi thả ra đạo văn tuyệt đối không phải hạ giai đạo văn, hạ giai đạo văn hắn gặp qua rất nhiều, chưa bao giờ nghe nói qua uy lực lớn như vậy. Trực tiếp cảm mộ trung giai đạo văn, nghĩ tới chỗ này, hách lão thân thể cùng linh hồn đều run rẩy hắn chứng kiến một cái kỳ tích, lịch vạn niên xử đến vị thứ nhất trực tiếp trong tham mộ giai đạo văn kỳ nhân, đồng thời. Vẫn là đốn ngộ, không đúng, nghĩ đến đốn ngộ, hách lão đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn nhìn qua giang giật ánh mắt cũng cảm giác như nhìn quái vật, giờ khắc này hắn có loại không hiểu cảm giác, giang giật nhất định không phải người bình thường, hoặc là nói hắn khẳng định có không giống với người bình thường địa phương, nếu không tuyệt đối không thể đốn mộ trung giai đạo văn. Sát lục chân ý, hỏa long kiếm, địa hỏa, hỏa linh thạch, vệ hồn na di thuật. Đủ loại kỳ dị thần thông cùng bảo vật, cũng xác nhận giang giật không tầm thường, giống như một chỗ không tầm thường, cái này còn có thể nói là cơ duyên xảo hợp, vận khí nghịch thiên, nhưng nhiều như vậy chỗ thần kỳ, tự không thể không khiến hách lão hoài nghi giang giật người này. Trong đầu của hắn hiện lên một người thân ảnh, đồng dạng là thiên phú kỳ tài, tuyệt thế vô song nhưng hắn rất nhanh lại bác bỏ giang biệt ly có lẽ có rất nhiều không tầm thường chỗ nhưng coi như bình thường phạm vi bên trong không giống giang giật như vậy kinh thế hải tục y phiêu phiêu khách lão trong đầu lại hiện ra một cái mỹ nhân tuyệt thế dáng người y phiêu phiêu hắn đã từng may mắn xa xa gặp qua một lần nữ nhân này trên người có quá nhiều thần bí quá nhiều thần kỳ rất nhiều người bao quát chiến ra đời trước tộc trưởng đều ẩn ẩn suy đoán y phiêu phiêu không phải thiên tinh đại lục người giang giật thần kỳ như thế chỗ, cũng làm cho hách lão càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ y phiêu phiêu là đại lục bên ngoài một loại chủng tộc mạnh mẽ thể chất khác hẳn với thường nhân giang giật di truyền thể chất của nàng, mới có thể đốn ngộ trung giai đạo văn mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi đem sát lục chân ý cảm mộ đến đệ tứ trọng rất nhiều trí bảo cũng là y phiêu phiêu lưu cho giang giật ân. Bất luận cái khác, vệ hồn na di thuật tuyệt đối là y phiêu phiêu truyền cho nàng, lão tộc trưởng đã từng đề cập qua nàng có dạng này một môn thần thông. Hách lão có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, nhưng liên tưởng đến y phiêu phiêu cường đại cùng thần bí, hắn cũng không có kinh nghi như vậy. Hắn bắt đầu hưng phấn lên, ai cũng không muốn chết, có thể sống sót luôn luôn chuyện tốt đẹp, giang giật cảm ngộ một loại như thế cường đại đạo văn công kích, cũng làm cho hắn thấy được hy vọng. a à, hách lão rất là kinh nghi, giang giật kỳ thật càng kinh nghi hơn, công kích này vừa ra hắn đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy mê mang, hắn nháy nháy mắt, thì thào ta đạo văn này uy lực công kích vì sao to lớn như thế giống như so hách lão uy lực lớn nhiều a à chẳng lẽ ta cảm mộ không phải cái kia loại đạo văn công kích. Suy suy, Giang giật lần nữa thả ra một lần đạo văn công kích, một đạo nguyên lực theo hỏa long kiếm bên trong gào thét mà ra, trong nháy mắt chia mấy vạn phân, hóa thành mấy vạn đầu tiểu hỏa long hướng phía trước vào tới mắt đỏ quái thú công kích mà đi. Những này tiểu hỏa long còn có thể tự động tìm kiếm mục tiêu, che già mang mọc hướng mắt đỏ yêu thú gào thét mà đi. Phanh 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 từng mảnh từng mảnh mắt đỏ quái thú bị tạc đến vỡ nát sự thật chứng minh giang giật cảm ngộ đạo văn hoàn toàn chính xác rất hung tàn hắn trong đôi mắt nghi hoặc cũng càng dày đặc giật thiếu đừng suy nghĩ người đó căn bản không phải lão hách cảm ngộ đạo văn người đây tuyệt đối là trung giai đạo văn hách lão hơi có chút âm thanh kích động truyền đến để giang giật lần nữa ngạc nhiên bất quá cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại giờ phút này không phải nghĩ việc này thời điểm hắn ép buộc chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều thân thể bước nhanh chạy tới một tay đỡ dậy hách lão dưới thân thể ngồi xổm chuẩn bị đem hắn cóng lên nhưng hách lão chân rời tách địa giang giật cảm giác dị thường nặng nề căn bản cóng không tầm thường giật thiếu không cần cóng lão hách chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền có thể đi được động người trước kiên trì thoáng cái hách lão miễn cưỡng cười một tiếng lần này là thật lòng cười hắn gian nan ngồi xếp bằng xuống dưới từ trong ngực lấy ra một viên thuốc chữa thương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng giang giật thì đứng ở bên cạnh mỗi lần mắt đỏ quái thú tới gần hắn tự chém ra một kiếm có thể nhẹ nhõm đem phương viên mười trượng mắt đỏ quái thú trống rỗng, uy lực chợt ép một cái. Chưa tới nửa giờ sau, hách lão cắn răng đứng lên, cùng giang giật liếc nhau nhẹ gật đầu, giang giật biết rõ hắn sợ chính mình phóng thích quá nhiều đạo văn công kích, gặp qua tại mỏi mệt, cái này mới miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực, lập tức đi đường. Giang giật cũng hoàn toàn chính xác rất là mỏi mệt, thể lực nguyên lực tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, không dám cậy mạnh, đỡ lấy hách lão hướng truyền tống trận đi đến. Suy suy, Giang giật một đường phóng thích đạo văn công kích, công kích này so hách lão hung tàn gấp trăm lần có thừa, có lẽ mỗi lần đầu tiểu hỏa long uy lực công kích so ra kém hách lão, nhưng hắn tiểu hỏa long số lượng là hách lão gấp trăm lần có bao nhiêu, liên tục không ngừng hướng mắt đỏ quái thú phóng đi, nhẹ nhóm có thể đem từng mảnh từng mảnh quái thú nổ thành thịt nát. Một ngàn trượng, năm trăm trượng, ba trăm trượng, Giang giật sắc mặt bắt đầu phát xanh, đi đường lúc thân thể cũng không ngừng lảo đảo, hiển nhiên dị thường suy yếu, nhưng mắt thấy truyền tống trận ngay tại phía trước hắn cùng hách lão đôi mắt càng ngày càng sáng, trên mặt cũng lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Chấn thủ tầng thứ ba quái vật quả nhiên so tầng thứ hai cường đại mấy lần, đệ tứ trọng sẽ có bao nhiêu kinh khủng tầng thứ năm có thể hay không càng kinh khủng hơn nữa tồn tại hai người không biết, nhưng có thể thành công thông qua tầng thứ ba, hai người tựu rất là mừng rỡ, sống sót sau tai nạn cảm giác luôn luôn tươi đẹp như vậy. Rốt cục, tại giang giật mệt mỏi eo đều không thẳng lên được lúc, hai người rốt cục đã tới trong truyền tống trận, tại truyền tống trận sáng lên một khắc này, hai người đồng thời từng ngụm từng ngụm thở, cũng đều nhếch miệng cười. Ông, không ra hai người ngoài ý liệu, hai người lại bị truyền tống đến trong cung điện, cùng tầng thứ nhất tầng thứ hai giống nhau như đúc, khác biệt chính là, tầng này truyền tống trận ngồi bên cạnh một cái khôi ngô người trẻ tuổi. Giang giật, tại hai người truyền tống sau khi đến, người tuổi trẻ kia thân thể lập tức bắn ra lên, trong nháy mắt vọt vào trong truyền tống trận, Giang giật cũng phát hiện người này, nhưng hắn thân thể quá hư nhược, căn bản không có cách nào truy sát. Giang giật, không nghĩ tới các người thật có thể thông qua tầng thứ ba hừ. Có bản lĩnh các người tiến vào tầng thứ tư đi, xem bản vương tử làm sao làm chết các ngươi. Vân Lộc nhe răng cười âm thanh quanh quẩn tại trong cung điện, truyền tống trận cũng phát sáng lên, thân thể của hắn biến mất tại cung điện bên trong. Hách lão sắc mặt thoáng cái trầm xuống, vừa mới trầm tĩnh lại tâm, thoáng cái căng thẳng lên. Giang giật đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt không có quá nhiều thần sắc lo lắng, tự mình lấy ra thuốc chữa thương, nghỉ ngơi chữa thương xử lý tốt vết thương về sau, hắn nhìn thấy hách lão con người lấp lẽ, lông mi bên trong đều là yêu sầu, nhếch miệng cười một tiếng trấn an nói, hách lão, đừng lo lắng, vân lộc tiểu tử kia hù chúng ta. Trong thân thể của hắn chảy vân ra thuần chính nhất huyết dịch, có lẽ vu thần sẽ đối với hắn có chút chiếu cố, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếu cố quá nhiều. Sở dĩ, coi như đi tầng thứ tư, hắn cũng sẽ không chiếm theo quá nhiều ưu thế, coi như chúng ta chết tại tầng thứ tư, ta cũng có lòng tin, trước khi chết trước giết chết hắn chương 348, Mê Cung, sang giật rộng rãi, để hách lão lông mày bên trên thần sắc lo lắng yếu đi không ít, hắn suy nghĩ một chút, cũng rất nhanh bình thường trở lại. Hai người có thể thành công đến nơi này đã coi như là đáng quý, vừa rồi liền là kiếm về một cái mạng, còn như đằng sau còn có thể đi bao xa, kia không trọng yếu, trọng yếu là có thể trước khi chết giết chết Vân Lộc là được rồi. Vân Lộc không có khả năng nắm giữ toàn bộ cấm địa cấm chế, nếu không hai người đều không đến được nơi này, đã hắn chỉ là nắm giữ một phần cấm chế có lẽ có thể khởi động bộ phận cấm chế như vậy hắn tự không đủ gây sợ hắn chúc thực lực ấy một khi bị hai người tới gần đều có thể nhẹ nhõm chém giết hách lão nhanh chóng lấy ra thuốc chữa thương nuốt vào chữa thương không bằng hắn cũng không dám nhập định sợ vân lộc giết cái hồi mã thương hắn tùy ý băng bó một chút vết thương nằm tại góc tường nghỉ ngơi chờ đợi giang giật chữa thương hoàn tất giang giật cũng không nhận được quá nặng thương thế chỉ là quá mỏi mệt Thể lực nguyên lực tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, hắn bế quan nửa canh giờ tụ tỉnh lại, nhìn thấy Hách lão lại đề phòng, vội vàng ra hiệu hắn chữa thương, Hách lão bị thương thế nhưng là rất nặng. Hách lão cũng không kiên trì, hắn nhất định phải tốc độ nhanh liệu thương, nếu không sẽ lưu lại ám thương, thực lực cũng sẽ có ảnh hưởng. Giang giật đi đến góc tường bên trên dựa vào đi lên, nhắm lại đôi mắt, trong đầu lại nghĩ đến vừa rồi hắn cảm mộ đạo văn. Trung giai đạo văn, nhớ tới Hách lão, Giang giật mê mang mở to mắt, hắn đạo văn này cùng hách lão hoàn toàn chính xác có chút giống nhưng uy lực lại lớn hơn chẳng lẽ là hách lão cái kia đạo văn diễn biến mà thành trung giai đạo văn đạo văn này hoàn toàn chính xác chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a ta căn cứ hách lão đạo văn đi cảm mộ cuối cùng vậy mà cảm mộ trung giai đạo văn cái này nếu là đi lầm đường cảm mộ nhầm phương hướng sợ là cái này đều tiến vào rúc vào sừng châu không ra được giang giật thổn thức một trận đối với đạo văn hắn không hiểu nhiều lắm chỉ là yêu hậu nói ra vài câu còn lại nhất khiếu bất thông, hắn nghĩ đến một trận cũng không nghĩ nhiều nữa, an tâm nghỉ ngơi. Một ngày sau đó, Giang giật cùng hách lão đều khôi phục một chút, hai người không có mạo muội vào trong truyền tống trận, mà là tiếp tục nghỉ ngơi, Giang giật lúc này mới có thời gian hướng hách lão cầu vấn, hách lão, ngươi khẳng định như vậy ta đây là trung giai đạo văn đây không phải là đại biểu chỉ cần ta nguyên lực đầy đủ, cảnh giới của ta đem nhưng so sánh kim cương cảnh. Hách lão mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua Giang giật, cảm khái nói, giật thiếu, Ta có tám thành nắm chắc khẳng định ngươi đây là Trung giai đạo văn, nếu như là Trung giai đạo văn, ngươi nguyên lực tu luyện đến thần du đỉnh phong, tử phủ dị biến về sau, ngươi chính là kim cương cảnh cường giả. Tử phủ dị biến, Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn tử phủ cũng không có, còn thế nào dị biến bất quá yêu hậu nói qua, hắn viên thứ ba tinh thần dị biến về sau, nguyên lực nhưng so sánh kim cương cường giả, nghĩ tới đây hắn tự âm thầm kích động, vạn nhất có thể thành công đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp đem thần mạch bên trong thiên thạch móc ra luyện hóa, để hắn trong đan điền tinh thần dị biến, hắn đem có thể rất nhanh đạt tới kim cương cảnh. Kim cương cảnh đại lục phi thường thưa thớt, mỗi một cái kim cương cảnh cường giả sinh ra đều sẽ gây nên đại lục chấn đáng, chớ nói chi là giang giật bằng chừng ấy tuổi. Kim cương cảnh khó khăn nhất địa phương chính là muốn cảm ngộ đạo văn, nguyên lực ngược lại là thứ yếu, dù sao có thiên tài địa bảo, chỉ cần thiên tư không tính quá kém, không ngừng tu luyện sớm muộn có thể đạt tới kim cương cảnh. Không đúng, Giang giật nghĩ tới đây lại hồ nghi, kim cương cảnh ít như vậy, cũng là bởi vì đạo văn khó có thể lĩnh hội, hách lão tìm hiểu mấy chục năm, loại thứ hai hạ giai đạo văn đều không có lĩnh hội, dựa vào cái gì hắn một cái đốn ngộ liền có thể trong tham ngộ giai đạo văn. Chẳng lẽ hắn là thiên thần hạ phàm là thần thể, đại lục kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài không phải số ít, dựa vào cái gì hắn Giang giật liền có thể như thế nhẹ nhõm cảm ngộ sở dĩ hắn lại hoài nghi mình cảm ngộ chính là không phải trung giai đạo văn hắn đem nghi vấn ném đi ra về sau khách lão bị hắn đang hỏi trầm ngâm thật lâu mới nói ra giật thiếu theo cá nhân ta phán đoán thể chất của ngươi hẳn là không phải là so với thường nhân phiêu phiêu tiểu thư tuyệt đối không phải người bình thường ngươi hẳn là di truyền thể chất của nàng đương nhiên cụ thể ta cũng không hiểu giống như có thể đi ra ngoài ngươi có thể đi hỏi một chút thủy u lan đại nhân hoặc là yêu hậu các nàng hẳn là hiểu một chút ra ngoài giang giật trầm mặc Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng thôi, ra không được coi như hắn cái này cảm mộ chính là trung cực đạo văn cũng vô dụng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trong đầu hiển hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử mặt, hắn khe khẽ thở dài, thì thào, mẫu thân, ngài đến cùng chết không có không chết, ngài. Lại tại cái nào, y phiêu phiêu trong phần mộ không có thi thể, lúc đầu giang dập nghĩ bớt thời gian đi tìm Thủy U Lan hỏi thăm thoáng cái, lại nhiều lần bị sự tình làm trễ nải, lần trước hạ vũ thành bên ngoài Thủy U Lan tới nhưng lúc đó tình huống nguy cơ hắn cũng không kịp hỏi thăm không nghĩ đem hết toàn lực đi ra cái này cấm địa đi như tuyết cùng tiểu nô còn đang chờ ta trở về đâu giang giật đắng chát cười một tiếng nhắm mắt lại ngủ thật say lại nghỉ ngơi hai ngày hách lão thường thế khôi phục được bảy tám phần giang giật các phương diện cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh tu luyện hai ngày tinh thần sáng láng tại hỏi thăm qua hách lão về sau hai người chuẩn bị xuất phát hy vọng tầng thứ tư không nên quá biến thái Giang giật cùng hách lão đồng thời cầu nguyện. Bất quá tầng thứ ba đã biến thái như vậy, tầng thứ tư tuyệt đối so tầng thứ ba kinh khủng. Điểm ấy không cần hoài nghi, hai người cũng khá tùy thời vẫn là chuẩn bị. Ông truyền tống trận rất nhanh sáng lên. Giang giật tại bị truyền tống đi về sau, trước tiên thả ra sát lục chân ý, hỏa long kiếm bên trên cũng quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị công kích. À, để cho hai người kinh ngạc là bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hai người cũng không có lạ thường đặc biệt địa thế bên trong ngược lại ra một cái tiểu cung điện bên trong, cung điện này chỉ có phương viên trăm trượng, bốn phương tám hướng đều có một cái đại môn, ngoại trừ cái này bên ngoài, không có cái gì. Nguy rồi, Giang giật cùng hách lão tâm lại đều một lộp bộp, cái này tầng thứ tư thoạt nhìn không có quá nguy hiểm, hai người lại là cho rằng nguy hiểm nhất, bởi vì cái này nhìn rất giống một cái mê cung. Phu thần bố trí ra mê cung, bất luận bên trong có hay không cường đại yêu thú hoặc là quái vật, tụ mê cung này đã rất khủng bố, hai người rất có thể cả một đời đều tại mê cung này bên trong đi dạo, thẳng đến giang giật hỏa linh thạch bên trong đồ ăn thanh thủy dùng hết, khốn tử trong này. Oanh, hách lão bắn ra một đạo kiếm mang, không ra hai người dự kiến, trên vách đá quang mang lấp lánh, cấm chế khởi động, căn bản không có nửa điểm bị phá hư vết tích. Tại hai người tùy tiện đi vào một đại môn, phát sinh là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiểu cung điện về sau, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười khổ. Dừng một chút, hai người lại tùy ý chọn một đại môn tiến vào, Liên tục đi mấy cái cung điện, phát hiện đều là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiểu cung điện. Quả nhiên là mê cung, vẫn là nhất làm người ta im lặng mê cung, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều là môn, tiến vào sau đều là giống nhau như đúc tiểu cung điện, đó căn bản không có nửa điểm phương hướng cảm giác, ai có thể tìm được đường ra. Giật thiếu, làm sao bây giờ? Hách lão cảm giác được một trận bất lực, phù thần như thế thực lực cường đại cùng cấm chế trình độ, hắn bố trí mê cung có thể đi ra ngoài sao? Giang giật trầm ngâm một chút, vung tay lên tùy ý hướng bên tay trái đại môn phóng đi, quát khẽ đi. Tùy ý chuyển, nhìn xem trước có thể hay không tìm tới Vân Lộc, tìm tới hắn. Nói không chừng chúng ta liền có thể đi ra mê cung. mươi 349, kỳ tích xuất hiện, giang giật cùng hách lão tại trong mê cung loạn chuyển, giang giật mỗi lần đi một cái mê cung, đều sẽ theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một đoạn gỗ nhét vào nơi hẻo lánh bên trong, đồng thời gỗ bất chắc vẫn là không đồng nhất, dạng này có thể đại khái phán đoán thoáng cái phương hướng. Kết quả, liên tục đi 10 cái tiểu cung điện, hắn đều không có gặp được tái diễn cung điện. hiển nhiên tầng này loại này tiểu cung điện nhiều đến đếm không hết. a, à, lại tiến vào một cái tiểu cung điện về sau, giang giật cùng hách lão con mắt đồng thời sáng lên. bọn hắn tại trong cung điện phát hiện một cỗ hài cốt, cái này hài cốt đã phong hóa, xương cốt bên trong đều là lỗ nhỏ, hiển nhiên chết đi nhiều năm. có người đến qua, rất có thể là vân lộc. giang giật nhìn thấy một đoạn cước xương có di động cực hạn, mà lại cái này hài cốt bên người không có binh khí cũng không có cổ thần nguyên giới loại hình, rất có thể là bị người cầm. Ừm, truy, hách lão tinh thần chấn động, hai người lập tức tiếp tục thẳng tắp hướng bên trái đại môn phóng đi, nhưng ở tiến vào đại môn trong nháy mắt đó, hách lão cùng giang giật đồng thời cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hai người đôi mắt cũng rất nhanh co rụt lại. Suy suy, hai bên trái phải vách tường đột nhiên phát sáng lên, bốn năm đạo bạch quang hướng hai người mà đến, kia bạch quang tựa như tô ra tử mị thần quang, tràn đầy khí tức hủy diệt. Giang giật cùng hách lão không hoài nghi chút nào, hai người bị bạch quang bắn chúng, thân thể nhất định sẽ hóa thành bột mịn. Phệ hồn na di thuật, Giang giật quả quyết thuấn di, mê cung này bên trong hắn nếm thử qua, có thể thuấn di, cũng không có nửa điểm hạn chế. Hưu, Giang giật rất nhẹ nhàng thuấn di mà đi, tránh khỏi bạch quang, đã tới đối diện đại môn phụ cận, nhưng ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, dưới chân đột nhiên bạch quang lấp lánh, vô số trường mâu mang theo lạnh thấu xương hàn khí mà ra. Ngoà tào trường mâu tốc độ quá nhanh một cái trường mâu nhẹ nhóm đâm vào giang giật lòng bàn chân nếu không phải hắn phản ứng nhanh lập tức bay vọt lên cái chân kia sợ là muốn bị đâm xuyên dưới hông cũng sẽ bị đâm đến máu me đầm đìa ầm um, giang giật một tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ trên thân bắn ngược mà lên ở giữa không trung cương ép thay đổi thân thể xông vào trong cửa lớn t tiến vào bên trái tiểu cung điện về sau giang giật xác định không có nửa điểm nguy hiểm lúc này mới lăn xuống trên mặt đất bưng lấy máu me đầm đìa cước nhe răng nhếch miệng kêu rên. Hưu, hách lão rất nhanh phi thân vào đây, hắn là thần du đỉnh phong, tốc độ phản ứng so giang giật nhanh hơn, tự nhiên không có bị nửa điểm thương thế. Giang giật thụ thương, hai người chỉ có thể ngừng lại, chờ giang giật thương thế khôi phục, còn tốt hắn tốc độ phản ứng không tệ, không có thương tổn đến xương cốt, nếu không không có hai ba ngày là không động được. Phu thần quá độc ác, ta nói sao, tầng thứ tư làm sao lại đơn giản như vậy. Hách lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, có chút tim đập nhanh nhìn qua bốn bể đại môn, về sau muốn đi vào đại môn sợ là phải thận trọng, nói không chừng một chút cung điện liền là tử địa, tiến vào trực tiếp bị cấm chế oanh sát thành cặn bã. Chữa thương lớn nửa ngày, giang giật trên chân thương thế khép lại, hành tẩu đã không có vấn đề, hai người tiếp tục tiến lên. Để cho hai người thở dài một hơi chính là, liên tục thẳng tắp hướng bên trái đi lại 10 cái tiểu cung điện, không còn có gặp được gặp nguy hiểm cung điện. Hưu! hai người lại một lần tiến vào một cái cung điện, lần này nguy hiểm lần nữa tiến đến, trên đỉnh đầu trên vách đá bạch quang đột nhiên lấp lánh, bốn năm đầu lôi điện hóa thành ngân long hướng hai người gào thét mà tới. Giang giật cùng hách lão đồng thời mắng to, thân thể bay ngược mà ra, hướng thì ra là đại môn thối lui. Nhưng hai người tốc độ vẫn là chậm, hai cỗ lôi điện phân biệt cuốn lấy hai người, chờ hai người bắn ngược hồi trở lại thì ra là tiểu cung điện, thân thể toàn bộ trên mặt đất co quắp không ngừng, toàn thân run dày, lông tóc dựng ngược, y phục cùng lông tóc bên trên đều đang bốc khói, truyền đến một cỗ mùi khét lẹt. Bị xét đánh, dòng dã qua mười mấy hơi thở thời gian, giang giật cùng hách lão thân thể mới đình chỉ rung động, nhưng hai người đều không còn khí lực đứng lên, từng ngụm từng ngụm thở. Sau một hồi lâu hai người giấy dụa lấy ngồi xuống, nhìn qua đối phương cháy đen mặt, đều lộ ra vẻ cười khổ. Bị xét đánh cảm giác thật không tốt, nếu không phải hai người lui được nhanh, cho kia mấy đạo lôi điện toàn bộ oanh chúng, hai người cũng không biết kết cục sẽ là thế nào. Nghỉ ngơi một hồi lâu, hai người mới khôi phục tới, hai người nhục thể coi như cường đại, nhất là Hách lão, nhiều năm nguyên lực ôn dưỡng, coi như là bình thường cấp thấp võ giả cầm đao chặt đều chặt không chết. Mặc dù như thế, hai người vẫn là cảm giác toàn thân đau nhức khó nhịn, áo bào cũng rách tung tóe, tóc một vòng càng là một mảnh đen xám đến rơi xuống. Một canh giờ sau, hai người đứng dậy tiếp tục tiến lên, nhưng lần này cũng không dám hướng bên trái đi, mà là hướng một cái hướng khác đại môn phóng đi. Một đường bôn tẩu một đường thỉnh thoảng sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm, cái này tiểu cung điện nhìn mỗi cái đều như thế, nhưng có không ít cung điện một khi tiến vào hội xúc động cấm chế, lại có bạch quang, lôi điện, chỗ mâu, liệt hỏa, phong nhận, độc vụ các loại công kích. Giang giật cùng hách lão mỗi lần đều sẽ huyên náo đầy bụi đất, nếu không phải hách lão thực lực cường đại, giang giật có được thuấn di chi thuật, còn có chút hít địa hỏa phòng thân, rất nhiều lần đều sẽ bị giết chết. Cứ như vậy hai người không ngừng hành tẩu, đi dạo, tìm kiếm đường ra, tìm kiếm vân lộc, dòng dã chuyển năm ngày, hai người nhiều lần trở về từ cõi chết, cũng lần nữa phát hiện mấy cỗ hài cốt, nhưng như cũ ở bên trong loạn chuyển, không có lối ra, cũng không có phát hiện vân lộc. Hai người thay phiên nghỉ ngơi, mù quáng tìm kiếm, hai người phát hiện một cái rất bi kịch sự tình, hai người lại không ngừng trở lại trước kia đi qua tiểu cung điện, bên trong có giang giật để tiểu mộc đầu. Không ra được, giang giật cùng hách lão mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong đầu ý nghĩ này một mực vần quanh, có thể đi đến tầng này, nói rõ thực lực thấp nhất đều đạt đến thần du đỉnh phong, còn có được rất cường đại thần thông, nhưng trong mê cung lại có mấy cỗ hài cốt, điều này nói rõ mê cung này bằng vào thực lực bọn hắn căn bản đi ra không được. Vân Lộc khẳng định đã đi ra mê tung, lần nữa tìm ba bốn ngày, giang giật cùng hách lão đều ngừng lại, hai người trong khoảng thời gian này đã đi ít nhất có 10 vạn cái tiểu cung điện, nhưng không có phát hiện Vân Lộc bóng dáng, điều này nói rõ hắn nhất định có thể khống chế nơi này cấm chế, thành công đi ra mê cung hai người ngồi dưới đất nhai nuốt lấy lương khô, uống vào thanh thủy, nhưng cảm giác cùng ăn sáp ong không có một chút hương vị. Hách lão một gương mặt mo bên trên đều là ảm đạm, các loại biện pháp đều thử, mê cung này sợ là cuối cùng sẽ trở thành hai người mộ địa. Vô số năm sau, như thế nào có người tiến vào nơi này, cũng sẽ phát hiện hai người hải cốt. Liều mạng, giang giật ăn hết trong tay một điểm cuối cùng thịt khô, thình lình đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu vách đá, hắn chỉ có dùng một chiêu cuối cùng, giống như lần này còn không thể đi ra ngoài, hai người chỉ có thể vây chết ở nơi này. Hách lão thối lui, hắn quát khẽ một tiếng. Hách lão bị hắn bừng tỉnh, nghi ngờ nhìn qua hắn, hỏi: giật thiếu, người muốn làm gì? Ta muốn phá vỡ vách đá này. Giang giật cắn răng giải thích nói: ta còn thừa lại hai cái hỏa linh thạch, giống như không thể phá khai vách đá này. Chạy thoát, ta cũng không có biện pháp. Ừ, hách lão đôi mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hy vọng. Hắn nhanh chóng thối lui đến một bên, khẩn trương nhìn qua trên đỉnh đầu vách đá cái này đích xác là hai người sau cùng hy vọng. Uống, Giang giật chạy lấy đà mấy bước, thân thể hướng trên vách tường liền đạp mấy bước, hỏa linh châu sáng lên, một viên hỏa linh thạch xuất hiện, đột nhiên hướng lên trên mặt vò tới. Xuy suy hỏa linh thạch đụng chạm lấy vách đá, rất nhanh toát ra màu xanh hỏa diễm phía trên vách đá bạch quang lấp lánh cấm chế bị nhanh chóng thiêu đốt giang giật cùng hách lão con người mở lão đại thân thể đều căng thẳng khát vọng kỳ tích xuất hiện chương 350, dị thú kỳ tích chưa từng xuất hiện hỏa linh thạch rất mau đưa vách đá thiêu đốt ra một cái lỗ nhỏ ít nhất có mấy trượng sâu nhưng cũng không có đốt xuyên ra một cái thông đạo hai người nhìn xem đen như mực cửa hang đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống cuối cùng vẫn là muốn vây chết ở nơi này ông ngay tại lòng của hai người vừa mới trầm xuống toàn bộ tiểu cung điện lại đột nhiên phát sáng lên đem hai người dọa đến thân thể run lên chẳng lẽ giang giật thiêu đốt cấm chế dẫn động cấm chế phản kích a à, xong hai đạo bạch quang bao phủ giang giật cùng hách lão hai người phát hiện thân thể không động được, lập tức vạn phần hoảng sợ. Giang giật cũng trước tiên chuẩn bị thuấn di, nhưng không đợi hắn thuấn di, thân thể của hắn tự biến mất tại nguyên chỗ. Ây, hai người cảm giác bạch quang lóe lên, chờ thị lực khôi phục, bốn phía quét qua sau lập tức đầy mắt chấn kinh, lập tức cái này tia chấn kinh rất nhanh chuyển hóa thành cuồng hỉ. Bởi vì hai người thế mà bị truyền tống đến một cái lạ lẫm địa phương, truyền tống tới một mảnh băng nguyên bên trong, liếc nhìn lại đều là tuyết lớn ngập trời, cùng liên tục chập trùng màu trắng dãy núi chúng ta thế mà chạy thoát chúng ta ra mê cung rơi xuống xuống địa ngục lại phát hiện địa ngục đúng là một cái khác thiên đường tâm tình của hai người có thể nghĩ giang giật đưa tay tiếp được từng mảnh từng mảnh bông tuyết nhìn xem bông tuyết ở lòng bàn tay dừng lại cuối cùng hóa thành tuyết nước hắn thân thể mặc dù có chút cảm giác mát mẻ nhưng nội tâm lại lửa nóng nhưng so sánh trích dương hô hô hai người liếc nhau không hẹn mà cùng thở ra một hơi thật dài hóa thành một đầu xương trắng tiếp lấy thân thể hai người tại băng nguyên bên trên chạy như điên dùng tốc độ nhanh nhất lao nhanh, thỏa thích phóng thích trong khoảng thời gian này tới kiềm chế. Hách lão, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vì sao chúng ta lại đột nhiên bị truyền tống ra? Bôn tẩu một đoạn thời gian, Giang giật lúc này mới kinh nghi hỏi thăm về đến, hách lão lắc đầu, cũng rất là không hiểu, không xác định nói ra, rất có thể là người có thể phá hư cấm chế, sở dĩ cấm chế mới có thể tự hành khởi động, đem chúng ta truyền tống ra. Dù sao có thể phá tan cấm chế, kia đại biểu thực lực rất cường đại, có thể nhẹ nhóm hủy đi mê cung. Có khả năng, Giang giật nhẹ gật đầu, lại âm thầm tiếc rẻ, trước kia bị hắn trà đạp hỏa linh thạch nhiều lắm, chỉ còn lại một viên hỏa linh thạch, hắn lúc này mới cảm thấy hỏa linh thạch chân quý. Đi thôi, Giang giật phung tay lên, nhanh chân hướng phía trước phóng đi, còn Tuấn Di một lần, thả ra sát lục chân ý, xác định nơi này không gian không có bất kỳ cái gì giam cầm về sau, càng là khoái ý. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần tìm được lối ra, bọn hắn liền có thể đến tầng thứ năm, cũng có thể đi ra cái này vô thần cấm địa. Ừm, đi, hách lão nhanh chóng đuổi kịp, cái này băng nguyên mặc dù lạnh đến có chút quá phận, nhưng dù sao cũng so vừa rồi cái kia mê cung tốt một chút. Bành, tại hai người bôn tẩu đến một ngọn núi phụ cận lúc, ngọn núi kia đột nhiên bạo liệt, một cái to lớn cự thú ra hai người phía trước, một cỗ cường đại thú uy cũng bao phủ hai người. Quái thú kia toàn thân có vẻ màu trắng, ảnh chân dung hà mã, thân thể giống như sư, trên đầu có gai nhọn, tứ chi chỗ khớp nối cũng có gai nhọn thân thể khoảng chừng cao năm, sáu trượng, dài hơn 10 trượng, giang giật cùng hách lão đứng tại phía trước nó cũng cảm giác hai cái kiến tộc nhỏ bé. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ giai yêu vương? Giang giật đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên, thân thể liên tục lui nhanh, quái thú này bằng ngoại hình đủ để cùng yêu vương sánh vai, yêu vương kia là hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại tồn tại. Không phải yêu vương, đây là dị thú. Hách lão thân tử không lui mà tiến tới, hai chân trên mặt đất nhảy lên bay vụt mà lên, thiên khí vung vẩy, mấy trăm đạo nguyên lực công kích chút xuống mà đi, hắn một bên công kích một bên giải thích nói, giật thiếu, bắc mãng quốc bắc lương quốc phương bắc có một mảnh quảng hàn băng nguyên, băng nguyên phía dưới thường có dị thú, những này dị thú hình thể đều rất lớn, bất quá thực lực cùng yêu thú so ra kém một chút, bọn chúng sẽ không yêu thuật, yên tâm giết. Cái này dị thú ngoại trừ phòng ngự cường đại bên ngoài, lực công kích hẳn là rất kém. Vậy là tốt rồi, Giang giật thở dài một hơi, nếu là tứ gia yêu vương, hai người thật không cần đánh, trực tiếp chờ chết được rồi, yêu vương thực lực quá hung tàn, nhưng so sánh kim cương cảnh cường giả. Phanh phanh phanh, quả nhiên, hách lão công kích liên tục không ngừng công kích tại dị thú trên thân, đem kia dị thú nện đến thân thể rung động, thân thể cao lớn bên trên nổ lên từng mảnh huyết vụ, chờ hách lão công kích ngừng về sau, trên người nó một mảng lớn da thịt đã máu thịt be bét, nhưng không có nhìn thấy xâm sâm bạch xương, lực phòng ngựa cường đại đến làm người ta tắc lưỡi. Ngao, dị thú ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, miệng lớn phun ra một đạo xương trắng, thân thể như một tòa di động như ngọn núi hướng hách lão vào tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là trong chớp mắt liền muốn đụng vào hách lão. Hừ, người xúc sinh này thực lực nhiều nhất nhưng so sánh thần du cảnh nhất trọng A à cũng dám cùng lão phu là địch. Hách lão cười lạnh một tiếng, chân sau ở quái thú sừng thú bên trên một điểm, thân thể mượn lực bay vụt mà lên, giữa không trung thân thể quay đầu, thiên khí bạch quang sáng lên, đồng thời hắn quát lớn, giật thiếu, công kích, chúng ta chậm rãi mài chết nó, đừng bị trong miệng của nó hàn khí phun đến là đủ. Tốt, Giang giật hét lớn một tiếng, thân thể hướng cái này dị thú sau lưng phóng đi, hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, lập tức mấy vạn đầu tiểu hỏa long gào thét mà ra, liên tục không ngừng hướng dị thú một đầu thô to chân sau vào tới. Phanh, phanh 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 phanh, từng đầu tiểu hỏa long bắn tại dị thú chân sau bên trên, đem nó lân phiến từng mảnh từng mảnh nổ tung, phía sau tiểu hỏa long tiếp tục chen chúc mà đi, lại đem cơ thể của nó từng mảnh từng mảnh nổ tung, trong nháy mắt huyết nhục bắn tung tóe không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi ngao dị thú chân sau bị đau đầu đột nhiên quay lại một đôi đồng cầu lớn băng lãnh con người khóa chặt giang giật thân thể của nó đột nhiên vọt lên một cái to lớn móng đối giang giật ầm vang đạp xuống xoa nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đột nhiên trở nên âm u giang giật thầm mắng một tiếng chỉ có thể lập tức thuấn di mà đi gian lận trưởng khoảng cách bên ngoài oanh dị thú móng đột nhiên dẫm lên mặt đất toàn bộ phụ cận mặt đất đều run lên Giang giật nhìn thấy dị thú nửa cái chân đều chui vào lòng đất, đập vào mắt kinh hãi, cái này nếu là cho nó dẫm lên một cước, không phải biến thành một đống thịt nát a. À. Phanh phanh phanh, một bên khác, hách lão công kích cũng đến, đem dị thú trên lưng một mảnh huyết nhục nổ tung, cái này dị thú cùng yêu vương so ra kém xa, chí ít linh trí rất là thấp. Nó lập tức bị hách lão hấp dẫn, không quan tâm giang giật, ngồi xổm xuống, nổi giận bay vọt lên hướng hách lão công tới. Phanh phanh phanh, may mắn giang giật có hai người, có thể nhẹ nhõm tả hữu giáp công không ngừng hấp dẫn dị thú lực chú ý, hai người phối hợp lại cũng rất ăn ý, dị thú truy sát một người, một người khác lập tức công kích, đem cái này dị thú chọc cho xoay quanh. Theo không ngừng công kích, dị thú trong thân thể thụ thương bộ vị cũng càng ngày càng nhiều, đầy đất đều là dị thú chảy ra tươi hồng huyết dịch, nhuộm đỏ một mảnh băng nguyên. Oanh, Giang giật công kích rất thông minh, một mực công kích dị thú chân sau, tại phóng thích ba lần công kích về sau, cái này dị thú chân sau xương cốt rốt cục bị đập gãy, khổng lồ như núi nhỏ thân thể cũng ẩm vang ngã trên mặt đất, dẫn tới mặt đất run lên. Hô hô, giang giật cùng hách lão đồng thời thở ra một hơi, dị thú không động được, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, hai người tùy ý có thể giết chết nó. Dầm dầm dầm, ngay một khắc này, phụ cận vài chục tòa sơn phong đồng thời bạo liệt, vô số khối băng hỗn hợp có đất đá đầy trời bắn ra, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, mười mấy con to lớn cự thú cũng lộ ra diện mục dữ tợn, toàn bộ khóa chặt giang giật hai người càng xa xôi một đỉnh núi phía trên, một thân ảnh mà lên, xa xa nhìn qua bên này, hú dài, giang giật, cái này băng nguyên phía trên có 999 chỉ dị thú, các người giống như có thể toàn bộ giết, tự có cơ hội tiến vào tầng cao nhất, bất quá các người có thể giết chết được sao ha 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 ha. Vân lộc, giang giật con người hàn quang lóe lên, quát lớn, bà bà, hách lão, người đỉnh trước lại, ta đi đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Trường 351, 10 phần sai, tốt, hách lão tốc độ rất nhanh, nhưng không tốt truy sát bởi vì dị thú nhiều lắm rất nhiều dị thú tốc độ đều không thể so với hắn chênh lệch bao xa giang giật thuấn di linh hoạt đa dạng sắc nhất tại truy sát đương nhiên điểm trọng yếu nhất giang giật có sát lục chân ý ngao ngao ken két tốt tốt mười mấy con dị thú đã hướng bên này chen chúc mà đến càng xa xôi còn có rất nhiều dị thú phá đất mà lên nhưng không có một cái dị thú công kích trên đỉnh núi vân lộc rõ ràng là vân lộc khống chế cấm chế khống chế những này dị thú hư Giang giật không thèm để ý chút nào nhìn qua theo bốn phương tám hướng vào tới dị thú, tại hắn nhìn những này dị thú ngoại trừ phòng ngự cường đại bên ngoài, cũng không hề có chỗ thần kỳ, tam giai đỉnh phong yêu thú hắn đều có thể chân áp, chân áp những này dị thú hẳn không có vấn đề a. À. Hưu, Giang giật thân thể nhanh chóng hướng phía trước lao đi, như một đạo luồng gió mát thổi qua núi đồi, thẳng tắp hướng bên kia mấy cái to lớn dị thú phóng đi, bên kia có ba con dị thú, một cái to lớn bá vương long, một cái tuyết trắng sư tử, còn có một cái nhìn cùng thượng cổ thần thú toan nghe thú rất giống quái thú, nhưng thân thể là đứng thẳng. Sát lục chân ý, hắn đôi mắt thoáng cái trở nên đỏ như máu, trên thân sát khí tuôn trào ra, đem cái này ba con dị thú bao phủ đi vào. Cái này ba con dị thú nhìn hình thể đều cùng yêu vương cường đại, nhưng theo hách lão thuyết pháp, thực lực chỉ có thể so thần du cường giả, hẳn là có thể nhẹ nhõm chân áp. Ây, kết cục để giang giật cùng hách lão đều thật bất ngờ, ba con dị thú cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, con người lạnh lùng như cũ, tốc độ hơi có chút yếu bớt, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, tựa như giang giật sát lục chân ý tại đệ nhất trọng lúc, bao phủ nhị giai yêu thú. Phiền toái, giang giật sắc mặt trầm xuống, cái này dị thú xem ra cùng yêu thú vẫn là khác nhau rất lớn. Vân Lộc nói dị thú có 999 chỉ, hắn cùng hách lão có lẽ không sợ những này dị thú, nhưng muốn toàn bộ chém giết là không thể nào. Dị thú công kích không mạnh, phòng ngự lại cường đại đến đáng sợ, không có mấy ngày mấy đêm căn bản chém giết không được nhiều như vậy dị thú liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm, coi như giang giật cùng hách lão nguyên lực có thể chống đỡ, thể lực cùng tinh thần lực cũng không duy trì nổi, sở dĩ giang giật chỉ có đem vân lộc chém giết. Những dị thú kia không ai khống chế, hai người mới có cơ hội sống sót, hắn dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, chém giết vân lộc tâm kiên định hơn. Giống, kia bá vương long bôn tẩu tại phía trước nhất, mỗi lần nhẹ nhàng nhảy lên đều có thể vượt ngang ngàn trượng khoảng cách. Kia to lớn đầu thật xa tựu vỡ ra tinh hồng miệng lớn hướng giang giật che đậy đến, một cỗ hôi thối theo nó trong miệng truyền ra hun đến giang giật đầu choáng váng hoa mắt ông giang giật trên thân sáng lên bạch quang thuấn dị đi bá vương long chi về sau tiếp tục hướng phía trước lao nhanh đầu kia bá vương long phát hiện đã mất đi giang giật thân ảnh chỉ có thể gật gù đắc ý hướng phía trước khách lão phóng đi suy suy giang giật thân thể vừa mới ngưng tụ cái kia tuyết trắng sư tử đã gần ngay trước mắt há mồm phun ra một đạo bạch khí bạch khí những nơi đi qua không gian đều động lại trong nháy mắt kết băng Giang giật hổ khu run lên, vội vàng không dám dừng lại, tiếp tục thuấn di. Lộc cộc lộc cộc, cái kia chỉ có ta giống như toàn nghề thú dị thú, cái đuôi đặc biệt dài, giang giật thân ảnh còn không có ngưng kết, một đầu đuôi sắt đã quét ngang mà đến, còn tại không trung lôi ra đạo đạo tàn ảnh, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, đâm vào giang giật màng nhĩ đau nhức. Ngoá giang giật lần này tới không bằng thuấn di, chỉ có đột nhiên huy động trong tay hỏa long kiếm, đối phía trước bổ tới. Xuy suy, suy Giang giật lần này vận dụng phong chi thúc phược đạo văn, mấy chục đầu phong long gào thét mà đi, cuốn lấy đầu kia cái đuôi. Nhưng hắn để khiếp sợ là, có thể nhẹ nhõm trói buộc thần du cường giả phong chi thúc phược, lại trói buộc không ở cái này dị thú cái đuôi. Bất quá vẫn là áp chế tốc độ của đối phương, kia cái đuôi tốc độ cũng vẻn vẹn giảm bớt một nửa trở lên, có thể tưởng tượng cái này dị thú lực lượng là cỡ nào cường đại. Phanh phanh, hai đầu hỏa long đập vào kia cái đuôi bên trên, để cái đuôi bên trên lân phiến từng mảnh bạo liệt, tiên huyết bắn ra, cũng cuối cùng đem kia cái đuôi chấn động ra ngoài. Hưu, kia cái đuôi trên không chung một trận, lập tức lại hướng giang giật gào thét mà đến, bất quá có giờ khác này thời gian giảm sóc, giang giật rốt cục có thể lần nữa thuấn di. Vân lộc, chết, giang giật liên tục ba lần thuấn di, vượt ngang ba ngàn trượng khoảng cách, Vân lộc ngay tại mấy ngàn trượng khoảng cách ở ngoài. Trên người hắn sát khí tuôn ra, trong mắt màu đỏ ngòm thấy vân lộc linh hồn rung động, vân lộc không tiếp tục do so dự, quay người hướng nơi xa chạy như điên, khi đi ngang qua một cái sơn phong lúc, trong tay hắn một tấm lệnh bài phát sáng lên. Bành, sơn phong đột nhiên nổ tung, đất đá khối băng bắn tung tóe, bông tuyết bay đầy trời, một cái khổng lồ dị thú phá đất mà lên. Phân lộc nửa điểm không có kinh sợ, thân thể ngược lại hướng dị thú phóng đi, bay vọt lên dị thú trên lưng, lệnh bài trong tay của hắn quang mang lần nữa lóe lên, kia dị thú ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, mang theo hắn hướng nơi xa bay đi. Vân lộc quả nhiên có thể khống chế cấm chế cùng dị thú, Giang giật ở phía sau thấy rất rõ ràng, nội tâm cũng càng nặng nề, bởi vì vân lộc lệnh bài trong tay không ngừng sáng lên, phụ cận sơn phong từng mảnh từng mảnh bạo liệt, từng cái dị thú phá đất mà lên, hướng hắn chen chúc mà tới. Hưu, Giang giật liều mạng, liên tục không ngừng biên cuồng thuấn di, hướng vân lộc đuổi theo. Vân lộc cưới dị thú tốc độ không tệ, nhưng so với hắn không ngừng thuấn di vẫn là chậm một chút, phía trước dị thú rất nhiều, Giang giật có thể không cẩn thận sẽ bị dị thú đánh giết, nhưng không đánh giết vân lộc hắn cùng hách lão đều sẽ bị dị thú vây giết mà chết bên trên toàn bộ lên cho ta đem giang giật giết xé cắn chết vân lộc không ngừng quát lớn tiếp tục khống chế dị thú chạy trốn khống chế còn lại dị thú hướng giang giật phóng đi thật sự là hắn có thể khống chế cấm chế bởi vì hắn sau khi đi vào liền đạt được một tấm lệnh bài luyện hóa lệnh bài này hắn liền có thể một đường khống chế rất nhiều cấm chế rất nhiều yêu thú bao gồm dị thú trong thân thể của hắn chảy vân gia chính thống nhất huyết vu thần lòng tham hung ác người tiến vào đều ra không được nhưng ở sẽ chết đi thời điểm vẫn là không có nhẫn tâm tiếp tục vây giết vân ra người hắn vô thuật cũng cần một cái vân gia con em truyền thừa tiếp sở dĩ hắn lưu lại một cái cấm chế nếu là có vân gia con em vào đây giống như thiên tư cũng không tệ lắm hội truyền tống đi một cái đặc thù không gian đạt được cái này mai lệnh bài vân lộc thiên tư không tính rất tốt nhưng thân là vương tử còn chiếm được vu thần nhất tộc duy trì được ban cho cho một chút thiên thạch, sở dĩ phía trước không lâu luyện hóa đạt đến thần du cảnh, cái này tư chất miễn cưỡng đạt được vu thần yêu cầu thấp nhất, cũng cơ duyên xảo hợp đạt được cái này mai lệnh bài. Hắn luyện hóa lệnh bài, đạt được một bộ vu thần cấm địa địa đồ, còn có khống chế bộ phận cấm chế phương pháp, còn có ba loại thượng cổ vu thuật, đáng tiếc hắn ngộ tính không được, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ vu thuật. Mặc dù như thế, hắn cũng có được rất độc thiên độc dày ưu thế, hắn có thể nhẹ nhõm thông qua tầng 2, 3 tầng, cùng mê cung, còn có thể khống chế những này dị thú. Kỳ thật, hắn có thể trực tiếp đi tầng thứ 5, có cơ hội lấy được vu thần chân chính truyền thừa, đồng thời thuận lợi đi ra. Nhưng hắn quá muốn giết chết Giang Giật, sở dĩ một mực rừng ở phía dưới mấy tầng, chờ đợi Giang Giật đi lên, lợi dụng cấm chế khống chế yêu thú, khống chế mắt đỏ quái thú, khống chế nơi này dị thú vây giết Giang Giật. Không nhìn thấy Giang Giật chết, nội tâm của hắn bất an, suy nghĩ không thông suốt, không muốn cứ như vậy đi tầng thứ năm Nhưng nhìn thấy sau lưng, Giang giật không ngừng thuấn di tới, khéo léo né qua từng cái dị thú công kích, không ngừng rút ngắn khoảng cách của hai người. Vân Lộc phát hiện tựa hồ chính mình sai, 10 phần sai, hắn không phải dừng lại ở phía dưới, hắn hẳn là sớm đi tầng thứ 5, đạt được phu thần truyền thừa, lại nghĩ biện pháp chém giết Giang giật. Tới đi, Giang giật người muốn giết chết ta, vậy liền cùng chết đi. Đi tầng thứ 5 cửa ra vào còn cách một đoạn, Vân Lộc rất rõ ràng hắn tuyệt đối không đến được lối ra, liền sẽ bị Giang giật đuổi kịp sở dĩ trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn trong tay lệnh bài sáng lên một bộ địa đồ ra trong tay hắn hắn nhìn lướt qua trên mặt rất nhanh trở nên dữ tợn dứt khoát khống chế dưới thân dị thú chuyển hướng đi bên trái bên trái mấy ngàn trượng bên ngoài bên kia không còn là băng nguyên mà là một mảnh băng hải băng hải bên trên bao trùm lấy một tầng thật dày băng băng hải phía trên một mảnh yên tĩnh chỉ có vân lộc mới biết được phía dưới ẩn giấu đi cái dạng gì kinh khủng tồn tại chương 352, đỉnh phong yêu vương, A à, Vân Lộc thế mà chuyển hướng chẳng lẽ lối ra ở bên kia. Vân Lộc khẽ động, Giang giật lập tức giật mình, hắn cũng không có quá để ý, bốn phía dị thú nhiều lắm, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì độ cao lực chú ý, nếu không một cái không tốt liền bị dị thú đánh giết. Hưu, ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt bên trái đằng trước một cái không gian, thân thể lại sáng lên bạch quang lại một lần nữa thuấn di, hắn thuấn di tốc độ đã đạt đến cực hạn, căn bản không có nửa điểm nghỉ ngơi giảm sóc thời gian cao cường như vậy độ phóng thích thần thông, mang tới hậu quả rất nghiêm trọng, linh hồn của hắn chiều sâu mỏi mệt, có chút hoa mắt hoa mắt cảm giác, cái này tại phụ cận đều là dị thú tình huống dưới, là cực kỳ nguy hiểm. Vù vù, thân thể của hắn vừa mới ngưng kết, nơi xa một cái dài nhỏ cái đuôi phá không mà đến, như chân trời vung tới một cái nhuyễn tiên, cái này cái đuôi tốc độ quá nhanh, không gian đều tựa hồ bị nó cắt đứt, như một thanh trường kiếm chém vào trong nước, trên không trung tạo nên tầng tầng liên y, kinh khủng dị thường phong chi thúc phược, giang giật lập lại chiêu cũ, đột nhiên chém ra một kiếm, đồng thời hỏa linh châu bên trong còn lại không nhiều địa hỏa đổ xuống mà ra, hắn thân thể cũng sáng lên một đạo bạch quang. Ngao ngao, phong chi thúc phược đối cái này dị thú ảnh hưởng không lớn, ngược lại đầu kia cái đuôi đụng chạm lấy địa hỏa bản năng co rụt lại, nơi xa cũng chuyển tới một đạo thống khổ tiếng gào thét, giang giật mượn nhờ trong chấp nhoáng này giảm sóc thời gian, thân thể thuấn gì mà đi. Còn có hai ngàn trượng khoảng cách, phân lộc, chết giang giật trên thân đều là cuồn cuộn sát khí, con người huyết hồng như địa ngục ác ma, mái tóc màu đỏ ngòm trên không trung cuồng vũ, càng giống là một vị minh giới bên trong đi ra ác ma. Hạ vũ thành bên ngoài, tóc của hắn thoáng qua trở nên đỏ như máu, lúc đầu hắn muốn đi nhuộm thành màu đen, tôi như tuyết lại nói dạng này ngược lại càng có nam tử mị lực, hắn cũng không có đi nhiễm. Cá nhân hắn đối với ngoại hình cũng không phải là quá để ý, thích người cũng sẽ không để ý bề ngoài của hắn, không thích hắn người, hắn mới lười nhác quản ngoại nhân thấy thế nào hắn. Hiu, hiu, giang giật từng bước một rút ngắn khoảng cách của song phương, vân lộc trên mặt vẻ giữ tợn càng đậm, hắn có được vu thần lệnh bài, băng hải phía dưới cường đại tồn tại không nhất định hội đánh giết hắn, nhưng nhất định sẽ đánh giết giang giật. Băng hải ngay tại phía trước, sở dĩ vân lộc trong lòng rất là kích động, giang giật là trong khoảng thời gian này đến hắn mộng ma, tại vinh uy điện nội đương lấy nhiều người như vậy nổi giận hắn, để hắn mặt mũi mất hết về sau lại vạn lý bôn tập hắn, đem hắn tất cả hộ vệ chém giết, lại đem hắn đẩy vào cái này trong cấm địa. Không giết chết Giang Giật, hắn mỗi ngày đi ngủ đều không an ổn, thường xuyên ở trong mơ bị Giang Giật cặp kia huyết hồng con ngươi làm tỉnh lại. Một vạn trượng, năm ngàn trượng, ba ngàn trượng, khoảng cách băng hải càng ngày càng gần, Vân Lộc Tâm cũng càng đến càng gần, Giang Giật rời đi hắn còn có hơn một ngàn trượng khoảng cách, muốn đuổi kịp hắn còn cần một chút thời gian. Giang Giật đang không ngừng thuấn di, dưới người hắn dị thú cũng tại cấp tốc lao nhanh, sở dĩ khoảng cách của song phương một mực duy trì. Cái này dị thú không giống với yêu thú, gần như không có linh trí, giang giật sát lục chân ý đối dị thú cũng không có quá lớn ảnh hưởng, vân lộc căn bản không sợ. Suy suy, nhưng một giây sau, vân lộc phát hiện hắn lại sai, giang giật lại một lần nữa thuấn di về sau, đột nhiên vung ra trường kiếm trong tay, không gian lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, mấy chục đầu phong long gào thét mà đến, chỉ là trong trước mắt tự đuổi kịp dưới người hắn dị thú, để cái kia dị thú tốc độ suy giảm. Nhanh, nhanh, nhanh a à. băng hải đều ở trước mắt, nhưng băng thú tốc độ trở nên chậm, hắn tuyệt đối còn không có đến băng hải liền sẽ bị giang giật chém giết, hắn phát ra từng tiếng gầm thét, thúc giục dị thú. Hiu, 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 giang giật thân tử không đoạn biến mất, ngưng hiện, dùng tốc độ khủng khiếp đuổi theo, cái kia huyết hồng sắc con người tựa như trong địa ngục câu hồn sứ giả, muốn vọt qua đến mang đi vân lộc sinh mệnh. Không băng hải còn có 100 trượng khoảng cách, một giây sau liền có thể bước vào, cũng có thể kinh động đáy biển cái kia kinh khủng tồn tại. Nhưng giang giật thân thể đã thuấn di đi qua, kia kinh khủng sát khí để vân lộc cảm giác được ngạt thở. Chết, giang giật chợt quát một tiếng, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng vân lộc phung xuống, một đạo hồng quang lấp lánh, lập tức phân hóa số tròn vạn tiểu hỏa long hướng vân lộc gào thét mà đến, đầy trời tiểu hỏa long mang theo đốt diệt hết thảy khí thế. Vân Lộc tự khoảng cách mấy trăm trượng khoảng cách, làm sao có thể né tránh được xong vân lộc bị giết chân ý bao phủ căn bản không động được làm sao có thể tránh nhìn qua đầy trời gào thét mà đến hỏa long hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại trên mặt đều là không cam lòng cùng oán độc chỉ thiếu một chút một chút xíu a à. ông đúng lúc này mặt đất đột nhiên rung động một đạo kinh khủng đến cực hạn khí tức từ nơi không xa băng hải bên trong truyền đến tại khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ không gian đều động lại vân lộc cưới dị thú linh trí như thế thấp nhưng cũng bản năng cảm giác được hoảng sợ tứ chi ẩm vang quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Giang giật bắn ra đầy trời tiểu hỏa long tại này khí thức bao phủ phía dưới, thế mà trực tiếp yên diệt, biến mất vô ngân. Tựa như một đóa đóa ngọn lửa, kia cuồng liệt gió lớn phía dưới, toàn bộ bị thổi tắt. A à, kinh động đến, kia tồn tại cường đại thế mà đã bị kinh động, ta được cứu rồi. Ha 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 ha, phân lộc lúc đầu tuyệt vọng, giờ khắc này đôi mắt đột nhiên mở ra, mặc dù hắn tại kia khí thức cường đại áp chế xuống, thân thể đồng dạng không động được, Linh hồn cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Nhưng hắn đôi mắt lại sáng như tinh thần, trên mặt đều là cuồng hỉ, điên cuồng cười ha ha. Cái này, Giang giật thân thể lúc đầu ở giữa không chung giờ phút này trực tiếp bị trấn áp tới đất bên trên, thân eo đều không có cách nào đứng thẳng, hắn đôi mắt bên trong cũng đều là hoảng sợ, nhìn qua nơi xa không ngừng rung động băng hải, nội tâm kinh hãi dị thường, như thế khí tức cường đại, đây tuyệt đối không phải phổ thông dị thú. Yêu Vương, lại Yêu Vương, vẫn là đỉnh phong Yêu Vương tùy thời có thể đột phá yêu đế yêu vương. Hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, phù thần năm đó ở U Minh Sâm lâm bên trong thuần hóa một cái yêu vương, Tiểu Hồng đã từng nói yêu thú thọ nguyên cực kỳ dài, yêu vương thọ nguyên đều có đã ngoài ngàn năm, yêu đế ít nhất đều là ba ngàn năm trở lên, cái này yêu vương khí tức vẻn vẹn so yêu hậu yếu đi một tia, có thể sống ba ngàn năm cũng bình thường. Đỉnh phong yêu vương, Giang giật cảm giác một trận bất lực, hắn hỏa long kiếm công kích đã phát ra, lại bị cái này yêu vương khí tức trực tiếp đánh sơ sát, có thể tưởng tượng cái này yêu vương thực lực mạnh bao nhiêu đoán chừng có thể so sánh kim cương cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, như thế tồn tại cường đại, tuyệt đối một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Yêu vương, xa xa hách lão cũng toàn thân chấn động, mặc dù hắn một mực rất rõ ràng, càng là cao tầng càng nguy hiểm, tầng thứ tư hai người rất có thể sẽ vẫn lạc. Nhưng cái này yêu vương sau khi xuất hiện, hắn vẫn là bị hù dọa, hắn trong con ngươi lộ ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn chết không sao Giang giật chết lại là thật là đáng tiếc, hắn cũng thẹn với chiến vô song kỳ vọng. Ha ha ha, khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, những dị thú kia cũng không dám động, chỉ có vân lộc tùy ý tiếng cười truyền khắp bốn phía, quanh quẩn không ngớt. Lệnh bài trong tay của hắn quang mang lấp lánh, có lệnh bài này cái này yêu vương rất có thể không sẽ chém giết hắn, mà Giang giật cùng hách lão thì nhất định phải chết. Chết, Giang giật trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cho dù chết hắn cũng muốn chém giết vân lộc. Sở dĩ hắn không có chút gì do dự, hỏa linh châu bên trong quang mang lóe lên, hắn cuối cùng một viên hỏa linh thạch xuất hiện, hắn dùng hết khí lực toàn thân đột nhiên hướng phía trước đập tới. Ha ha, a à không, không, phân lộc tiếng cười im bặt mà dừng, đôi mắt không ngừng phóng đại, trên mặt cuồng hỉ rất nhanh chuyển hóa thành tuyệt vọng. Yêu vương khí tức rất cường đại, trấn áp đến tất cả mọi người di động khó khăn, nhưng cái này hỏa linh thạch quá bá đạo, thằng tắp phá không mà đến, còn không có tới gần thân thể của hắn tự bốc cháy lên, hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gào lên đau xót, cuối cùng thân thể hóa thành cho bụi, dưới thân cái kia dị thú thân thể cũng nhanh chóng bị thiêu hủy. Thật can đảm, một đạo già nua trầm muộn thanh âm vang lên, thanh âm kia không có nửa điểm tâm tình chập chờn, tựa như cửu u bên trong minh thần, băng hải trung hậu dày khối băng đột nhiên nổ tung, đầy trời bắn ra, một cái to lớn yêu thú cũng lộ ra nó diện mục dữ tợn. Chương 353, oanh sát thành cặn bã. Phốc, yêu vương vẻn vẹn lộ ra thân thể một góc của băng sơn, nhưng nó trên người khí tức cường đại, trực tiếp đem giang giật ép tới quỷ một chân xuống đất, há mồm cuồng phún một ngụm máu tươi. Phanh phanh phanh, phanh bốn phía khối băng cùng nước biển toàn bộ nổ tung, nương theo lấy kia yêu vương xuất hiện, nhấc lên vạn trượng sóng biển, cái kia to lớn yêu vương cũng lộ ra nó chân thân. Đây là một cái giống như xài đồng dạng yêu thú, thân cao bốn trượng, dài bảy tám trượng, toàn thân như hỏa, trên đầu độc giác cùng cái đuôi càng giống là hai đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, toàn thân hoàng vảy màu đỏ, tứ chi có móng vuốt tuyết trắng trong suốt, phản xạ ra hàn quang làm người ta phát sợ, con mắt của nó có điểm đặc sắc, không giận tự uy, giống như là hung thần ác sát, nhìn một chút để cho người ta sợ hãi. Nhai tí thú, giang giật không biết cái này yêu thú, xa xa hách lão kinh hô lên, loại này yêu thú phi thường thưa thớt, thích nhất siết chóc, thực lực hung tàn đến cực điểm, hai người sợ là vận rủi khó chạy thoát. Giang giật quỳ một chân xuống đất, một cái tay chống hỏa long kiếm, mặc dù bị khổng lồ uy áp ép tới thân thể đứng thẳng không được, nhưng hắn vẫn là quật cường ngẩng đầu, nghiêm nghị không sợ nhìn băng hải phía trên yêu vương. Nhân loại, người lá gan rất lớn a, à, lại dám ngay trước bản vương trước mặt, chém giết chủ nhân hậu nhân. Nhai tí thú đứng ngạo nghế giữa không chung, như chuông đồng lớn con người nhìn chằm chằm giang giật, há mồm hờ hững mở miệng nói, thanh âm như lôi minh điện giống, chấn động đến giang giật khóe miệng lần nữa tuôn ra tụ huyết. Quả nhiên, cái này đích xác là vô thần năm đó thu phục cái kia yêu vương, ba ngàn năm qua đi, cái này yêu vương không chỉ có không chết, thực lực còn đạt đến tứ giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá một bước cuối cùng, trở thành yêu hậu như thế tồn tại. Giang giật hít một hơi thật sâu, phun ra một cái tụ huyết, hắn cũng không thèm đếm xỉa, thể nội nguyên lực biên cuồng vận chuyển, chật vật mở miệng nói, ta lá gan luôn luôn rất lớn, người chủ nhân hậu nhân muốn giết ta, ta dựa vào cái gì liền không thể giết hắn, người muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy. Hừ, yêu vương hừ lạnh một tiếng, một đạo khí thức vô hình theo bên cạnh hắn chấn động mà đi, gây nên tầng không gian tầng dập dờn. Giang giật thân thể cũng cảm giác bị một cỗ cự lực va chạm, thân thể của hắn bắn ngược mà lên, dòng giã bị nện ra mấy trăm trượng, còn đập vào một cái dị thú trên thân, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn trào ra, nếu không phải kia dị thú bị chân áp, sợ là hắn sẽ bị xé rách thành phấn vụn. Nhân loại, người không sợ chết sao, cái này yêu vương mở miệng lần nữa, chậm rãi hướng giang giật bay tới, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, nhúc nhích miệng rộng, hờ hững nói ra, chỉ cần ngươi quỳ cho bản vương dập đầu một trăm cái đầu, bản vương tự thả ngươi một con đường sống như thế nào. Ây, Giang giật cùng hách lão đồng thời đầy mắt kinh ngạc, cái này yêu vương thế mà không có lập tức động thủ chém giết, ngược lại còn muốn Giang giật quỳ xuống cầu xin tha thứ dập đầu còn có thể thả hắn một con đường sống. Nhai tí thú không phải trời sinh tính bạo ngược, là tốt nhất giết sao cổ ngữ có nói có thù tất báo, nghe nói nhai tí thú nhìn nó một chút liền muốn không chết không thôi, vì sao cái này nhai tí thú như thế kỳ quái hách lão mơ hồ nháy nháy mắt, bất quá nội tâm giấy lên một tia hy vọng, yêu vương có thể so sánh nhân loại cường giả trí tôn, như thế tồn tại tự nhiên nói một không hai, giang giật nếu là quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng thật đúng là có cơ hội chạy trốn. Nào biết, hách lão còn chưa tới phải gấp cho giang giật truyền âm, giang giật lại cười lạnh một tiếng, khinh bỉ ra mặt nói ra, ta giang giật đỉnh thiên lập địa, bái thiên bái chỗ bái phụ mẫu, người một cái yêu thú, có tư cách gì để ta quỳ xuống dập đầu tam vạn đại sơn bên trong yêu hậu so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần ta đều không có quỳ xuống muốn giết cứ giết đừng nói nói nhảm nhiều như vậy dài dòng nữa ta đều xem thường ngươi nguy rồi hách lão thân thể run lên nội tâm âm thầm tức giận giang giật cái này tính tình làm sao như vậy cương liệt a à, cái này đều cái gì tình huống liền không thể ủy khúc cầu toàn thoáng cái có thể đi vào có thể lui mới là thật anh hùng a à, chết cái gì cũng bị mất khí tiết có làm được cái gì xem ra, ngươi là thật muốn chết ga. Nhai tí thú nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia nhìn so lệ quỷ còn kinh khủng hơn, trên đầu nó hỏa hồng sắc độc giác phát sáng lên, một cỗ càng khủng bố hơn khí thức truyền khắp khắp nơi, đem giang giật chấn áp đến thân tử không đoạn rung động tiên huyết cuồng phún, nó cuối cùng trầm hống một tiếng, dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là chết, giang giật thân thể bị chấn áp, nhưng đầu vẫn là ngẩng lên thật cao, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy đều là huyết răng trắng, phun ra mấy chữ, dập đầu. Ngươi, hưu, nhai tí đầu thú bên trên độc giác quang mang lóe lên, trực tiếp bắn chúng giang giật, giang giật thân thể chớp mắt biến mất không thấy, tựa hồ bị cường đại công kích oanh thành cặn bã, tàn thi đều không có còn lại. Giật thiếu, hách lão bi phấn kêu to lên, như thế cường đại công kích, đừng nói giang giật sợ là thần võ quốc lâm lão thái giám đều sẽ bị đánh thành cho a ánh mắt của hắn nhìn về phía nhai tí thú, nổi giận giống to, xúc sinh, tới đi, đem lão phu cũng giết, nhai tí thú hờ hững nhìn lướt qua hách lão, trong mắt đều là khinh thường, thân thể lóe lên sông vào băng hải phía dưới, khí thức của nó cũng rất nhanh biến mất, những dị thú kia toàn bộ lại có thể động, tiếp tục điên cuồng hướng hách lão vào tới. Ha ha, hách lão bị nhai tí thú ánh mắt khinh thường đâm bị thương, hắn tự giễu cười một tiếng, vung vẩy trong tay thiên khí cuồng bạo công kích. Hắn không thèm đếm xỉa, giang giật chết rồi, hắn cũng không muốn sống, hắn coi như có thể ra ngoài, cũng không mặt mũi đi gặp chiến vô song, còn không bằng cùng giang giật chôn cùng. Đương nhiên, trước khi chết, hắn chuẩn bị giết nhiều mấy cái dị thú, phát tiết một chút nội tâm của hắn tức giận cùng lệ khí. Phanh phanh phanh, hắn không muốn mạng điên cuồng bắn ra đạo văn công kích, hướng bốn phương tám hướng dị thú đập tới, từng cái dị thú bị hắn cuồng bạo công kích đập bay, nổ máu me đầm đìa. Chỉ là trong chốc lát, tự có ba con dị thú bị hắn trọng thương, ngã xuống vũng máu bên trong. Ô ô, một đầu to lớn băng lang hướng hắn vào tới, há mồm phun ra một đạo hàn khí, đồng thời khổng lồ thân thể bay vụt mà đến, như một tòa di động như ngọn núi, muốn sống sống đem hắn đâm chết. Hưu, hách lão thân thể bay vụt mà lên, đột nhiên đối cái này băng lang chém ra một kiếm, mặc dù đem nó đầu nổ máu thịt be bét, nhưng này băng lang vẫn như cũ không muốn mạng cuồng sông mà đến, thành công đem hách lão đụng bay ra ngoài. Phốc, hách lão lăn khỏi chỗ, tan mất một chút lực đạo, một khắc cuối cùng hắn mặc dù đánh ra một trường, mượn lực bắn ngược ra đi, nhưng thân thể cũng bị đâm đến nội tạng chấn động, một cái chân xương cốt ẩn ẩn làm đau, thụ không trọng không nhỏ tổn thương. Giật thiếu, ta rất nhanh liền có thể đi theo ngươi mà đến rồi. Cảm nhận được bốn phía mấy cái dị thú cuồng bạo vào tới, hách lão đắng chát cười một tiếng, theo bản năng hướng giang giật mới vừa rồi bị oanh sát địa phương nhìn lướt qua. Không đúng, đột nhiên, hắn thân thể run lên, đôi mắt trợn to, phát hiện một tia không đúng, giang giật vừa rồi chỗ địa phương mặc dù đều là tiên huyết, nhưng mặt đất rất là vuông vức kia yêu vương công kích kinh khủng như thế, giang giật đều bị đánh thành cho mặt đất nhưng không có nửa điểm sự tình không nói nổ ra một cái hang lớn, ít nhất cũng sẽ có bị công kích qua vết tích ha cái này yêu vương lực lượng khống chế được như thế tinh chuẩn không có một tia năng lượng ngoài tiết ra đến cái này rõ ràng không có khả năng. Không chết, giật thiếu tuyệt đối không chết, lại nghĩ tới cái này yêu vương quái dị hành vi, hách lão đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ, giang giật không phải bị oanh sát thành cặn bá, rất có thể là bị cái này yêu vương dùng đặc thù thần thông truyền tống đi chẳng lẽ mới vừa rồi là khảo nghiệm nhất định là Vu thần cần một cái truyền nhân giật thiếu thiên tư tuyệt thế thể chất lại đặc thù bằng chừng ấy tuổi tự tìm hiểu chung giai đạo văn cái này yêu vương rất có thể coi trọng giang giật cố ý khảo nghiệm hắn giật thiếu cuối cùng cận kề cái chết cũng không nguyện ý cầu xin tha thứ ngược lại thông qua được khảo nghiệm khách lão càng nghĩ càng kích động lúc đầu muốn cầu tâm muốn chết cũng thoáng cái hoạt lạc giống như giang giật thật bị truyền tống đi đi tầng thứ năm như kế thừa vu thần truyền thừa như vậy hắn tự còn có sống tiếp hy vọng giết, bất kể có phải hay không là, hách lão đều quyết định đem hết toàn lực sống sót, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. chương 354, vu Thần, quả là thế, hách lão suy đoán không sai, Giang giật suy đoán cũng không sai. Giang giật cảm giác bạch quang lóe lên, ra một cái cung điện hùng vĩ bên trong lúc, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn cuối cùng cược một ván, chứng minh hắn. Thành công, Giang giật rất thông minh, ngộ tính cực cao, từ nhỏ bị Giang Vân Hải khen không dứt miệng, cái này nhai tí thú sau khi xuất hiện không có lập tức động thủ chém giết hắn hắn đã cảm thấy kỳ quái hắn chém giết vân lộc kia nhai tí thú biết rõ vân lộc là vô thần hậu nhân chính ở chỗ này líu lo không ngừng bản thân cái này tựu không bình thường cũng tỉ như giang giật thời khắc này thực lực giống như tao ngộ một cái nhị gia yêu thú cái này yêu thú còn chọc giận hắn ngươi nói giang giật có thể hay không cùng yêu thú nói nhảm có thể hay không để yêu thú quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ rõ ràng sẽ không Yêu thú cùng nhân loại một mực là đối lập, cái này yêu vương tự nhiên cũng sẽ không rảnh đến nhất cả trứng, trêu đùa giang giật, giang giật chút thực lực ấy cũng không có tư cách để yêu vương trêu đùa. Sự tình khác thường tất có yêu, sở dĩ giang giật vào thời khắc ấy quyết định đánh cược một lần, tiền đặt cược liền là mệnh của hắn. Hách lão cùng giang giật nói qua vô thần một ít chuyện, cái này vô thần tranh đoạt vương vị thất bại, một đường bị đuổi giết, tiến vào u minh xâm lâm, thu phục yêu vương, trong rừng rậm tiềm tu 30 năm, cuối cùng thực lực đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong, mang theo yêu vương phản sát trở về, thành công chém giết cửu gia của hắn, kia một đời thiên huyền quốc quốc chủ. Về sau hắn không có quyến luyến vương vị, lần nữa về tới đây tiềm tu, một lòng cầu đạo, muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong. Tin tức rất đơn giản, cũng không nhất định chân thực, nhưng giang giật có thể theo cái này đơn giản trong tin tức, suy đoán ra cái này vô thần tính cách, cương nghị, bách chiết không buông tha. Không có cương nghị tính cách, hắn như thế nào tại vô số cường giả truy sát dưới, chạy đến U Minh xâm lâm, như thế nào một người cơ khổ tiềm tu 30 năm. Sở dĩ gian giật cuối cùng đến chết đều không có cầu xin tha thứ, ngược lại cứu được hắn một mạng, giờ phút này thành công tiến vào cái cung điện này, cũng chứng minh hắn thông qua được khảo nghiệm. Hắn lau khóe miệng tụ huyết, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một viên thuốc chữa thương, nuốt vào, lúc này mới đánh giá đến cái cung điện này. Cung điện này cùng một hai ba bốn tầng khác biệt, trong cung điện không có truyền tống trận, chỉ có một cái điêu khắc các loại rỉ thú đại môn, duy nhất giống nhau địa phương liền là trong cung điện trống rỗng cái gì cũng không có hô hô hắn thật sâu ít mấy hơi chật vật đứng lên đi về phía cửa chính khách lão còn tại tầng thứ tư hắn sợ chậm trễ thời gian quá lâu khách lão hội ở ra rắm uống đi đến trên cửa chính hắn dùng sức hướng đại môn đẩy đi nhưng đại môn không nhúc nhích tí nào hắn nháy nháy mắt chậm rãi thối lui lui trăm trượng về sau trong tay hỏa long kiếm phát sáng lên hắn cắn răng quát khẽ phá cho ta suy suy mấy vạn đầu tiểu hỏa long gào thét mà ra bay đầy trời mang theo thiêu hủy hết thảy khí thế hướng đại môn kia hung hăng vào tới phanh 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 phanh, phanh. từng đạo tiếng nổ bên tai không dứt cường đại bạo tạc cũng dẫn tới không gian chấn động mặt đất cũng hơi rung động nhưng để giang giật rất là thất vọng là đại môn kia bạch quang lấp lánh không nhúc nhích tí nào không có một tia phá hư làm sao đi vào giang giật sắc mặt trầm xuống hắn đã không có hỏa linh thạch công kích mạnh nhất liền là đạo văn này công kích đều không phá nổi đại môn này, chẳng lẽ lại hắn lại muốn vây chết tại cái này. Địa hỏa, phệ hồn na di thuật, hắn lại thử hai loại biện pháp, chỉ là địa hỏa ngoại trừ đem đại môn hun đen một chút, không có nửa điểm thành tích. Thuấn di thảm hại hơn trực tiếp đâm vào đại môn phía trên, bị cấm chế bắn ngược ra, còn xúc động vết thương, đau đến giang giật mồ hôi lạnh chảy dọc. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Giang giật cuống lên, hách lão tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, hắn cũng không cho rằng kia yêu vương sẽ động thủ dù sao yêu vương không có giết hắn liền có thể sẽ không giết hách lão nhưng tầng thứ tư nhiều như vậy dị thú có thể buông tha hách lão đúng rồi hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn thân thể bay vụt mà lên một tay dán tại trên cửa chính viên thứ nhất tinh thần bên trong hỏa hồng sắc nguyên lực tuôn trào ra không ngừng rót vào trong cửa lớn hắn cái này nguyên lực rất đặc thù tại thần mạch phía dưới lợi dụng cái này nguyên lực hắn có thể nhẹ nhóm chấn vỡ một mảnh tinh thạch giống như cái này nguyên lực còn không thể mở ra đại môn hắn tự triệt để không cách nào ông đại môn quang mang rất nhanh phát sáng lên sau đó chậm rãi hướng bên trong mở ra kia bạch quang đâm vào giang giật mở mắt không ra cũng chiếu sáng hắn vui sướng mặt mở ra giang giật tâm cũng căng thẳng tim đập rộn lên hắn ngừng thở hướng bên trong nhìn lại đối diện nhìn thấy vẫn là một mặt tường tường hai bên có hai đạo môn hắn nhấc chân chậm rãi hướng bên trong đi đến đi vào bên trái lối đi nhỏ tiến vào nội điện Quả nhiên, Giang giật tìm mắt nhìn một cái, nhìn thấy phía trước một cái trống giống đại điện, ở giữa có một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất hài cốt về sau, trên mặt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Đây chính là cung điện tầng thứ 5, vù thần ở lại địa phương, trước mắt cỗ hài cốt này liền là vù thần di hài. À bên này cũng có một cỗ hài cốt, Giang giật hướng đại điện địa phương còn lại nhìn thoáng qua, rất nhanh tại bên tường thấy được mặt khác một cự hài cốt, nhưng là kia hài cốt nửa người xương cốt đều là vỡ vụn, trước ngực càng là có thể thấy rõ một cái trường ấn. Đây là tiến vào cấm địa, cái kia đại hạ quốc kim cương cường giả A. À. Giang giật nhìn thấy hai người hài cốt trắng đến phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ mặt trên còn có một cỗ làm người ta khí tức một ngà tản mát ra, âm thầm thoải mái, cũng đối cái này vô thần thực lực rất là khâm phục. Hắn có thể tưởng tượng ngay lúc đó hình tượng, cái kia kim cương cường giả một đường vượt quan nhẹ nhõm tiến vào cái cung điện này, vô thần chính ngồi xếp bằng tu luyện, tựa hồ không có phát hiện cường giả này vào đây. Nhưng cái này kim cương cường giả vừa mới chuẩn bị công kích, phu thần tùy ý đánh ra một trường, nhẹ nhõm chụp chết hắn, bên trong tòa đại điện này không có chiến đấu vết tích, rõ ràng là miểu sát. Làm sao bây giờ, thành công đến tầng cuối cùng, gặp được phu thần di thể, giang giật lại không biết làm sao, bên trong tòa đại điện này cái gì cũng không có, chỉ có phu thần hài cốt, hắn muốn làm sao mới có thể cứu ra hách lão như thế nào mới có thể khống chế toàn bộ cấm địa cấm chế, thành công đi ra phu thần cấm địa, Giang giật bốn phía nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện không có bất kỳ vật gì, tự liền cổ thần nguyên giới đều không nhìn thấy một viên, tựa hồ cái này vu thần cùng tên kia chết đi kim cương cường giả không có bất kỳ cái gì bảo vật. Người chết là đại, trước bái tế hạ vu thần đi. Hắn dừng một chút, đi đến vu thần hài cốt phía trước, cung kính không người cúi đầu ba bái. Như thế cường giả tối đỉnh, cũng đáng được hắn thăm viếng, đây là võ giả đối với nhân loại cường giả tối đỉnh sùng cao nhất kinh ý. Ông, ngay tại hắn chuẩn bị quay người cho một tên khác kim cương cường giả cúi đầu lúc vu thần hài cốt thế mà phát sáng lên đem giang giật dọa đến thân thể run lên người sống giang giật không sợ hắn liền sợ ban ngày thấy mà a à. hô hô trong cung điện thiên địa nguyên lực lưu động hướng hài cốt phía trên hội tụ mà đi rất nhanh lại giữa không trung ngưng tụ ra một cái hư ảnh là một cái bao phủ tại bên trong hắc bào khôi ngô trung niên nhân ánh mắt của hắn khóa chặt giang giật miệng nhúc nhích một đạo trầm muộn thanh âm cũng vang lên ở trong đại điện người trẻ tuổi. Ngươi rất may mắn, bởi vì có thể đi đến tầng này, đại biểu ngươi có tư cách kế thừa tòa này càn khôn điện cùng của ta truyền thừa. Đương nhiên, ngươi cũng rất không may, giống như ngươi không thể tại trong một ngày, lĩnh hội một loại thượng cổ vu thuật, ngươi đem lập tức sẽ bị giết chết. chương 355, thượng cổ vu thuật, cái này, giang giật thật bị hù dọa, người đã chết thế mà có thể ngưng tụ hư ảnh còn có thể nói chuyện, kia hư ảnh nhìn cùng Thủy U Lan ngưng tụ giống nhau như đúc. Ba ngàn năm, võ giả coi như đã tới thiên quân cảnh, cũng không có khả năng sống sót lâu như vậy. Trong lịch sử đại lục xuất hiện qua rất nhiều vị thiên quân, tỉ như sát lục thiên quân, vạn long thiên quân, bọn hắn cuối cùng đều hóa thành đất vàng, tối đa cũng chỉ có thể sống năm 600 năm. Sở dĩ giang giật thân thể lui ra phía sau mấy bước, nuốt mấy cái nước bọt về sau, mới ngưng thần nói ra tiền bối, người còn sống. trầm mặc, phu thần không tiếp tục nói một câu, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chầm chầm giang giật. Giang giật dừng một chút ép buộc chính mình chấn định lại, não hải chuyển động, tiếng vọng lên vu thần, lại hỏi thăm về đến tiền bối, ý của ngài ta chỉ cần trong một ngày lĩnh hội một loại vu thuật, cũng không cần chết có thể còn sống đi ra vô thần cấm địa. Vẫn là trầm mặc, giang giật nội tâm càng thêm sợ hãi, cái này vô thần tính tính tốt quái gì, nói chuyện làm sao không để ý tới người A hắn vụng trộm xem xét vu thần hư ảnh hai mắt suốt cục phát hiện không đúng. Vô thần ánh mắt tựa hồ một mực bất động một mực nhìn chăm chú hắn cái phương hướng này thoạt nhìn như là bị định trụ. Hắn thân thể chậm rãi hướng bên cạnh di động một bước, quả nhiên phát hiện vấn đề, cái này hư ảnh thật là định trụ, giờ phút này vẫn như cũng nhìn chăm chú phía trước cái hướng kia, giống như là một pho tượng. Tiền bối, tiền bối, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiền bối, Giang giật liên tục ba lần thăm dò, kia hư ảnh từ đầu đến cuối không có động đậy, Giang giật cũng triệt để trầm tĩnh lại. Xem ra kia hư ảnh cùng thanh âm đều là vô thần trước khi chết vận dụng vô thuật lưu lại tới, sau khi hắn đi tới tự động phát động. Hô, xác định điểm này về sau, giang giật xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh còn tốt đây là huyễn tượng nếu quả như thật còn sống cái này quá kinh thế hãi tục a à, đột nhiên giữa không trung hư ảnh dần dần nhạt đi rất nhanh biến mất ở giữa không trung giang giật thấy nhất kinh nhất xạ hắn thở ra một hơi ngồi dưới đất nghỉ ngơi lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện thân thể nhảy dựng lên hoảng sợ nói không đúng tiền bối người muốn ta tìm hiểu thêm cổ vu thuật vấn đề là bí tịch ở đâu không có bí tịch ta lấy cái gì đi lĩnh hội nhưng mà Ngoại trừ giang giật hơi thở âm thanh bên ngoài, đại điện bên trong không còn có vang lên bất kỳ thanh âm gì, không có người nói cho giang giật, bí tịch ở đâu muốn làm sao hiểu được cổ vu thuật thậm chí liền cái gì là thượng cổ vu thuật giang giật cũng không quá hiểu. Hắn chỉ là biết rõ vân phỉ cùng vân lộc một tên thủ hạ cảm ngộ thượng cổ vu thuật thảo mộc tinh hoa cùng khôi lỗi nê thạch nhân. Thượng cổ vu thuật rất khó cảm ngộ, tỉ như thảo mộc tinh hoa vân ra con em không nói hơn vạn đi, hơn nghìn người luôn luôn có, nhưng nhiều người như vậy, chỉ có vân phỉ cùng lục lão cảm ngộ, có thể nghĩ cái này thượng cổ vu thuật bắt đầu tìm hiểu đến đến cỡ nào khó khăn. Giang giật nhất định phải trong một ngày lĩnh hội một loại thượng cổ vu thuật, hơn nữa còn là tại không có bí tịch điều kiện tiên quyết. Giang giật thầm mắng một tiếng, bắt đầu ở trong cung điện bắt đầu đi loanh quanh, nội tâm của hắn nổi giận về nổi giận, nhưng không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ, một ngày không phải dài lắm, nhưng mọi thứ không có cái vạn nhất sao. Sở dĩ hắn nhanh chóng tìm kiếm lên vu thuật bí tịch, chỉ có tìm được bí tịch mới có thể nghĩ biện pháp lĩnh hội. Thế nhưng là, toàn bộ đại điện giang giật đều chuyển bảy, tám lần, hai cỗ hài cốt cũng mỗi cái địa phương đều liếc nhìn mấy lần, chỉ thiếu chút nữa dùng tay đi sờ soạc, giang giật quả thực là không có phát hiện bất luận cái gì cùng bí tịch có liên quan đồ vật. Ta dựa vào, phù thần ngươi là đùa ta đùa a muốn giết chết ta trực tiếp oanh sát là được, dạng này đùa có ý tứ sao? Giang giật trợn trắng mắt, vô lực thì thào, theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn càng ngày càng nhanh, nếu là hắn tìm không thấy bí tịch, không chỉ có hắn muốn chết hách lão cũng muốn chết ra. hưu hắn thân thể nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi bên ngoài đại môn vẫn như cũ mở ra hắn bắt đầu ở phía ngoài đại điện bên trong bắt đầu tìm kiếm đồng thời trên tay quán chú hỏa hồng sắc nguyên lực một chỗ một chỗ thí nghiệm sau nửa canh giờ hắn trở về mặt mũi tràn đầy hữu khí vô lực bên ngoài không thu hoạch được gì hắn miễn cưỡng chân tác tinh thần hắn lại tại nội điện bên trong từng điểm từng điểm dùng tay gõ đồng dạng quán chú hỏa hồng sắc nguyên lực cái này nguyên lực đã có thể mở ra đại môn, giống như chỗ nào có cơ quan cấm chế lời nói, nhất định có thể phát động. Lại là nửa canh giờ trôi qua, nội điện ngoại điện sở hữu địa phương, đều bị giang giật tìm tòi một lần, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Không đúng, còn có hai cái địa phương, giang giật ánh mắt quét về phía hai cỗ hài cốt, hai cỗ hài cốt dưới thân địa phương hắn không hề động qua, hắn trầm ngâm một chút, cắn răng đi đến kia kim cương cường giả hài cốt phía trước, ủi ủi nói tiền bối, đắc tội, Tay của hắn chậm rãi hướng hài cốt sờ soạng, tại đụng chạm tại hài cốt thời điểm, kia hài cốt đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy cung điện ba mặt vách tường cũng phát sáng lên, rất nhanh hiển hiện vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ. Vô thuật bí tịch Giang giật đôi mắt sáng lên, khóa chặt bên trái một mặt tường bích hết sức chăm chú xem xét. Khôi lỗi nê thạch nhân xem xét phía dưới Giang giật con mắt sáng lên, cái này vô thuật uy lực Giang giật được chứng kiến, chợt ép một cái a, kia đất đá người đau thương bất nhập bình thường thần du cường giả đều rất khó hủy đi thần du đỉnh phong công kích mới có thể để cho bọn chúng thụ thương sai bọn chúng căn bản chính là không chết tồn tại căn bản sẽ không thụ thương thần du đỉnh phong thời gian ngắn cũng không thể phá hủy bọn chúng tự cái này thời gian cấp bách giang giật đều không đi xem còn lại hai chồng lên cổ vu thuật học xong cái này chiến lược của hắn sẽ cực kỳ tăng lên hắn rất mau đem cái này vu thuật bí quyết nhớ kỹ nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu đến cái này vu thuật rất phức tạp cùng võ kỹ thần thông hoàn toàn bộ khác biệt, rất là tối tăm khó hiểu, gian giật suy nghĩ ròng rã một canh giờ, mới sở đến một điểm phương pháp. Khôi lỗi nê thạch nhân, cái này vô thuật là theo thổ chi đạo văn bên trong diễn hóa mà ra một loại thần thông, lợi dụng đại địa chi lực, ngưng tụ thành đất đá người, những này đất đá trong đám người có được đặc thù phù văn, sở dĩ đau thương bất nhập dị thường cứng rắn. Đương nhiên lực phòng ngự cùng lực công kích cường đại hay không, cái này cùng thi pháp người thực lực, cùng đối vô thuật cảm mộ sâu cạn có rất lớn quan hệ, sang giật cũng là không cần cân nhắc đất đá người mạnh yếu vấn đề hắn cần liền là lĩnh hội cái này thượng cổ vu thuật dạng này mới có thể trốn được một mạng đồng thời đạt được tòa này thần kỳ cung điện còn có vu thần vu thuật truyền thừa cung điện này rất thần kỳ bên trong có nhiều như vậy cường đại kỳ dị không gian hẳn là cùng yêu hậu tòa kia đế cung đồng dạng trí bảo nếu có thể trở thành cung điện này chủ nhân vậy liền nắm giữ một cái siêu cấp cường đại bảo khố vu thần như vậy cường đại nơi này cấm chế tuyệt đối kinh khủng dị thường đoán chừng phổ thông kim cương cảnh cường giả vào đây, cũng có thể oanh sát a à không đúng cái kia yêu vương. Giang giật nghĩ đến vấn đề này, cả người đều run rẩy giống như đạt được vu thần truyền thừa, có phải hay không cũng có thể trở thành cái kia cường đại yêu vương chủ nhân. Nếu như là, cái này thiên hạ ngoại trừ yêu hậu còn có ai có thể thương hắn phải biết cái kia yêu vương thế nhưng là chỉ nửa bước bước vào thiên quân cảnh A, à, sợ là chiến lực có thể cùng Thủy U Lan liều mạng A. À. Giống như thu phục cái này yêu vương, như vậy hắn cùng lục đại thế lực ước hẹn 3 năm, Tựa hồ cũng không phải là không có cách nào phá giải. Ba